Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 68. Lâm Nhất ngước mắt lên nhìn, tay trái lại lập tức ngưng tụ thành một ấn ký khủng khiếp nào đó. Tựa như hoa sen không ướt nước, lại như nhật nguyệt không ở trên trời. Thình lình sát ý ngập trời như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ ập xuống, nặng nề như vực sâu, phạm vi nghìn mét xung quanh, đến cả hoa cỏ cũng không thể lay động. Sát ý cỡ này khiến sát ý trên người Lâm Nhất chồng lên nhau tăng lên gấp 7 lần, đạt đến mức độ khiến người thuộc cảnh giới Huyền Dương Đại Thành cũng không thể coi thường, cực kỳ đáng sợ. Thần sắc trong đáy mắt Hoàng Nham đã ngập vẻ kinh hoàng, vội vàng rút lại ý coi thường mà dốc toàn lực để lấy chân nguyên hộ thể. Thất sát quyền, chúng sanh phẫn nộ. Nhưng làm gì có cơ hội này nữa, đi kèm với quyền mang được tung ra. Uy lực khủng khiếp của thất sát ấn bùng nổ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Trong một thoáng, đất trời rung chuyển, cát bụi bay mù mịt, bầu trời biến sắc. Quyền mang kia in lên ngực của Hoàng Nham, hắn ta quả thực chưa hề bật lui lại nhưng trên ngực hắn ta lại từ từ lõm xuống bằng tốc độ vô cùng quái dị. Xương sườn của hắn gãy sạch, ngũ tạng lục phủ xuất hiện từng đường nứt mảnh, bị sát ý bao hàm trong quyền mang nhào nặn vặn xoắn. Phụt! Nôn ra một ngụm máu lớn, sắc mặt vốn hồng nhuận của Hoàng Nham lập tức trắng bệch như tờ giấy, đau đến mức quỳ gối trên nền đất. Hoàng huynh, huynh không sao chứ, Mai Tử Viêm bàng hoàng sợ hãi vội vàng chạy đến. Đừng qua đây, chút thương tích nhỏ này, ta vẫn có thể đứng lên được. Hoàng Nham nén nhịn đau đớn, ngũ quan nhăn nhó vặn vẹo, phẩy tay chặn Mai Tử Viêm lại, muốn cố gắng giãy giụa đứng dậy. Ta thấy ngươi tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn nằm xuống đi. Nhưng còn chưa đợi hắn ta đứng dậy, một âm thanh lạnh băng vô tình truyền đến, Lâm Nhất như một tia chớp tung ra cú đá. Hoàng Nham quỳ một gối trên nền đất lập tức bị đá văng ra ngoài, kèm theo tiếng gió rít, cơ thể hắn ta đập mạnh lên góc tường của ngự thư đường. Rầm. Âm thanh va đập cực lớn khiến người nghe không khỏi giật giật khóe miệng, quả thực không dám tưởng tượng cú đạp này nặng đến mức nào. Hoàng Nham từ từ trượt xuống, đầu lệch sang một bên, đã hoàn toàn ngất xỉu. Bốn phía yên lặng như tờ, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang vẻ không thể tin nhìn về phía Lâm Nhất. Hoàn toàn không dám tin, một nhân tài đến từ thế lực cấp bá chủ lại bị Lâm Nhất nhẹ nhàng tung ra một cú đá đã ngất xỉu luôn trên tường. Cú đá bá đạo mà lạnh lùng này làm mọi người chấn động đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn tả. Mai Tử Viêm với bộ dạng quái gở đang chờ để sỉ nhục Lâm Nhất thì ngây ra như phỗng tại chỗ, miệng há hốc bàng hoàng, ngẩn ngơ không nói nên lời. Hoàng Nham ngất xỉu ở góc tường trong như thế một vũng bùn. Kết quả như vậy, quả thực là không có ai ngờ tới được, cho dù có người đã nghĩ đến khả năng Hoàng Nham sẽ thua. Nhưng cũng không nghĩ được hắn ta lại sẽ thua thảm hại đến mức này, một quyền đã không thể đứng dậy. Lại càng không thể tưởng tượng. Lâm Nhất lại ác độc như vậy, một cú đá đã đạp bay Hoàng Nham như một bao cát. Sự chấn động cỡ này, đến bây giờ vẫn còn có nhiều người chưa thể phản ứng lại được. Từng ánh mắt sửng sốt đổ về phía gương mặt lạnh lùng anh tuấn của Lâm Nhất, hồi lâu sau, mọi người mới hoàn hồn, âm thanh kinh ngạc và ồn ào nhanh chóng lan ra. Mạc Linh và Liễu Vân Yên không quá ngạc nhiên, hai người bọn họ đã hiểu quá rõ tính cách của Lâm Nhất. Đừng thấy thiếu niên mi thanh mục tú kia xuất thân thấp kém, nhưng đối với hắn mà nói, thế lực cấp bá chủ trước giờ chưa từng là đối tượng để hắn mong ước với tới. Ngươi có thể tỏ thái độ ăn trên ngồi chốc với hắn, có thể khinh thường hắn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực. Nhưng nếu như ngươi chẳng có chút thực lực nào còn dám bày ra đủ trò bề trên huy anh hoang với hắn, liên tục khiêu khích hắn, thì cái tính kia của hắn sẽ chẳng thèm quan tâm ngươi là nhân tài của thế lực cấp bá chủ gì đó, hắn sẽ cứ thế mà thẳng chân đạp thôi. Người ngoài có lẽ cảm thấy, Lâm Nhất giành được chiến thắng có chút không thể tin được. Nhưng hai người bọn họ đã tiếp xúc với Lâm Nhất lâu như thế, đại khái đều có thể đoán được, Lâm Nhất chắc chắn đã gặp được cơ duyên kỳ ngộ của mình. Rất có khả năng hắn đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Khoảng cách về cảnh giới đối với hắn mà nói không hề lớn như trong tưởng tượng. Càng huống hồ, Hoàng Nham kia từ đầu đến cuối luôn tỏ vẻ hơn người, không hề nghiêm túc coi trọng Lâm Nhất. Sợ là sau khi biết được thực lực của Lâm Nhất, dù bàng hoàng phòng ngự thì cũng vẫn không bỏ được vẻ khoác lác.
Kiều khinh địch như vậy thì không thua mới lạ. Lâm Nhất, thủ đoạn của ngươi như vậy cũng chẳng vẻ vang gì. Mục Tuyết hoàn hồn từ trong cảm giác kinh ngạc, nhìn sang Hoàng Nham rồi lại chuyển ánh mắt về phía Lâm Nhất, Hoàng Nham còn chưa kịp chuẩn bị xong, ngươi đã ra tay với hắn ta rồi. Thế này đã không vẻ vang rồi sao? Chẳng lẽ trong cuộc chiến giữa năm thư viện thì đối thủ sẽ đợi cho ngươi chuẩn bị xong rồi thì mới ra tay hay sao? Bản thân khinh địch cũng có thể trách tội lên đầu ta, tư duy của cô cũng thú vị đấy. Nhìn bộ dạng đối phương tức tối mà không làm gì được, trái lại khiến cho Lâm Nhất thầm hả hê, khẽ cười nói. Nhưng cho dù ngươi thắng rồi cũng không cần thiết phải ác độc như thế, còn đạp thêm một cú nữa chứ. Trước đó đã nói rõ rồi, chỉ so một chiêu thôi, Mục Tuyết tự cảm thấy mình đuối lý, chỉ đành phải chuyển sang chủ đề khác. Lâm Nhất như cười như không nói, hóa ra cái gì cũng đều phải nói rõ ràng trước rồi mới được ra tay, vậy thì Lâm Mỗ đúng là biết sai rồi, ngày khác lại xin lỗi hắn ta sau vậy. Nhìn bộ dạng thoải mái này của Lâm Nhất, rõ ràng là chẳng hề để tâm đến việc mình đạp đối phương một đạp có gì không đúng. Mục Tuyết bỗng tức tối đỏ bừng cả mặt, nghiến chặt răng không biết phải nói thế nào nữa. Kẹt! Đúng vào lúc này, cánh cửa của Ngự Thư Đường mở ra, viện trưởng Tóc Bạc và nhóm người tiền bối Đường Du dẫn theo một nhóm các trưởng lão ùn ùn đi ra. Khi tất cả các trưởng lão nhìn thấy Hoàng Nham nhũn ra ngất xỉu ở bên một góc tường thì sắc mặt bỗng lập tức thay đổi. Chuyện gì vậy? Một đám trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ, chấn động không thôi. Rất nhiều đệ tử đứng gần đó không dám hó hé một câu, chỉ là ánh mắt lén lút nhìn về phía Lâm Nhất. Soạt. Trong một thoáng, mọi luồng ánh mắt đến từ các trưởng lão của thư viện đồng loạt chuyển về phía người Lâm Nhất. Đến cả viện trưởng tóc trắng kia cũng như vậy, cũng muốn hắn đưa ra lời giải thích. Hắn ta cùng ta so tài tu vi, bị ta đánh bại bằng một quyền, kết quả liền như vậy đó, Mục Tuyết cô nương hẳn có thể làm chứng. Đầu mày Lâm Nhất khẽ nhướn, nhìn về phía Mục Tuyết bình tĩnh cười nói. Có thật như vậy? Ánh mắt tiền bối Đường Du nghiêm túc tập trung nhìn về phía Mục Tuyết. Mục Tuyết như muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gật đầu, nói bằng vẻ không tình nguyện, quả thực là như vậy. Nhưng nàng ta lại vẫn thêm một câu, sau đó Lâm Nhất còn đạp đối phương một cái nữa. Ai biết được sau khi ông nội nghe nàng ta nói xong, vuốt chòm râu cười nói. Một đạp, đã có thể đá cho nhân tài của Điện Huyền Dương suýt chết, thực lực này ta đoán chừng các ngươi đã không còn lời gì để nói nữa chứ. Những trưởng lão khác cũng á khẩu không thể cãi thêm được lời nào. Thấy Mục Tuyết có vẻ không hiểu, ông lão tóc trắng cười híp mắt nói, vừa rồi chúng ta thương lượng, đã quyết định để Lâm Nhất làm ngoại viện để xuất chiến, vốn dĩ còn có một số tranh luận dị nghị, nhưng bây giờ xem ra đã không còn vấn đề gì nữa rồi, vậy thì cứ quyết định như thế đi. Lâm Nhất trái lại chẳng hề bất ngờ với việc này, thế giới võ giả vốn dĩ duy tôn thực lực. Đừng nói hắn đã đá Hoàng Nham một cú, cho dù ác hơn nữa thì viện trưởng cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhóc con, hiệu quả của Bích Vân Đan cũng không tệ chứ. Ông lão tóc trắng nhìn về phía Lâm Nhất, khẽ giọng hỏi. Đa tạ tiền bối tặng đan, hiệu quả của loại đan này cực kỳ có lợi cho việc nâng cao sức mạnh của ta. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm túc, chắp tay nói. Vậy thì tốt, đều đi chuẩn bị đi, trước buổi trưa các ngươi phải xuất phát đi đến địa điểm của cuộc chiến giữa năm thư viện dưới sự dẫn dắt của sư đệ Đường Du. Lần này xin nhờ cả vào các vị, nhưng đừng phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Rõ ràng là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của thư viện Thiên Phủ mà vẻ mặt của ông lão tóc trắng này lại chẳng mang vẻ nghiêm trọng, dường như ông ta không muốn tạo áp lực quá lớn cho mấy người này. Lại hoặc là, theo như ông ta thấy, bất kể là ai làm ngoại viện, ở trước mặt tào trấn của thư viện Tử Lô kia, kỳ thực cũng đều không có nhiều khả năng chiến thắng. Ở bên ngoài thành U Châu, có một ngọn núi khổng lồ nguy nga hùng vĩ, núi này cực lớn, trong cả lãnh thổ của U Châu này chưa chắc đã có ngọn núi nào sánh được. Lúc này, bên dưới ngọn núi đã vô cùng ồn ào náo nhiệt, ở đây đã hội tụ đầy đủ những nhân vật nổi tiếng của khắp cả thành U Châu. Đối với võ giả trong lãnh thổ của thành U Châu mà nói, Thư viện Thiên Phủ xuất chiến lần này, mặc dù chỉ là một trong năm đại thế lực cấp chuẩn bá chủ. Nhưng so sánh với các thư viện bên ngoài Châu đều đưa đến những nhân tài thế lực cấp bá chủ, thì
thì ít nhiều thư viện Thiên Phủ cũng khá là nổi tiếng. Nhất là tào trấn của thư viện Tử Lô kia, hắn ta đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang, cho dù là ở trong thành U Châu thì cũng khá là nổi danh. Có rất nhiều người đều đã từng nghe danh tuyệt vân đao sắc bén mà hiểm độc của hắn ta, tu vi thâm hậu, Bắc Tuyết Sơn Trang có ý muốn bồi dưỡng hắn ta trở thành người tranh đoạt bảng Long Vân khóa này. Ngoài ra, kết cục thảm bại của thư viện Thiên Phủ 20 năm trước tương đối là chấn động trong thành U Châu. Rất nhiều người đều biết, 20 năm sau, thư viện Thiên Phủ này còn có thể giữ lại được nửa đạo thần văn kia hay không? Người đến đây nhiều quá, e là có không ít người đang đợi để xem thư viện Thiên Phủ chúng ta trở thành trò cười. Ta nhìn thấy người của Lầu Huyết Phú rồi, đám người này chỉ mong cho chúng ta thua trận thôi. Nếu một khi mất đi nửa đạo thần văn kia, thư viện Thiên Phủ có lẽ sẽ không còn chỗ đứng trong thành U Châu này nữa. Tất cả mọi người của thư viện Thiên Phủ đều đang di chuyển về phía mặt sân rộng lớn trên đỉnh núi, khi nhìn thấy đám đông đến từ khắp tứ phương để theo dõi trận đấu thì sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lâm Nhất để ý, khoảng cách càng lúc càng gần đến hội trường kia thì trên mặt Liễu Vân Yên cũng dần trở nên mất tự nhiên. Căng thẳng đến độ sắc mặt đã tái nhợt cả đi. Đáy mắt hắn lóe lên, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định không nói gì cả mà cúi đầu đi. Chỉ là trong lòng đã lại thầm tự hứa với mình. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đã tập trung ở hội trường phía trên đỉnh núi, đến được vị trí chỗ ngồi của Thư viện Thiên Phủ. Người của Thư viện Bạch Ngọc đến rồi, mấy người vừa mới ngồi xuống thì Mạc Linh đã cất lời. Lâm Nhất men theo ánh mắt của nàng ta nhìn qua, ở chỗ không xa trong tầm mắt có một đám võ giả mặc đồ màu trắng vô cùng bắt mắt đang ùn ùn tiến vào trong hội trường. Trong số những bóng dáng áo trắng kia, Lâm Nhất trái lại vừa nhìn đã nhận ra Tào Hưu mà trước đó từng tiếp xúc. Lại là người này. Trong lòng Lâm Nhất thầm lẩm bẩm, ngày đó người này vừa xuất hiện đã dứt khoát ra tay với hắn, tỏ rõ ý đồ muốn nghiền nát hắn ngay tại chỗ. Vào lúc khi hắn đang định rút kiếm thì Mục Tuyết lại giúp hắn chặn lại một đòn tấn công, hắn coi như cũng có chút ấn tượng. Nhưng rõ ràng, người của Thư viện Bạch Ngọc lại có ấn tượng càng sâu với Lâm Nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên phía người Lâm Nhất, sát ý trong đáy mắt ào ạt tràn ra. Lâm Nhất tùy ý mỉm cười, chẳng hề quan tâm, ánh mắt hắn lại hướng về phía hai người đi bên cạnh Tào Hưu. Hai người này tuổi không lớn, một trong số đó mặc bộ áo vải mộc mạc, trên lưng đeo một thanh kiếm cực lớn, hoàn toàn không ăn nhập với cơ thể còm nhom nhỏ bé của hắn. Một người nữa thì phục sức cả người đều là màu trắng, trên tay nắm một cây quạt giấy gấp, dáng vẻ tương đối tuấn tú, chỉ là đôi mắt kia lại có chút tà ác, khiến người ta nhìn vào cảm thấy không thoải mái. Khi Lâm Nhất đang nhìn về phía hắn ta, người này cũng nở một nụ cười quái dị với Lâm Nhất. Lâm Nhất thu hồi lại tầm mắt, sắc mặt thoáng vẻ nghiêm túc. Không nói đến cường địch như viện Tử Lô, chỉ mới nhìn đội hình của Thư viện Bạch Ngọc thôi đã thấy không dễ đối phó rồi. Người mặc bộ áo vải lưng đeo thanh kiếm lớn kia là một tán tu một năm trước được Thư viện Bạch Ngọc đặc biệt mời đến từ bên ngoài tên là La Thâm, tương đối thần bí, dường như chưa từng có người chứng kiến hắn ta xuất chiêu. Thư viện Bạch Ngọc cố tình giấu giếm người này, có ý để hắn đảm nhiệm trọng trách đánh úp, chỉ e là không dễ đối phó, Mạc Linh khẽ nhíu mày, lắc đầu nói. Nàng ta đã thu thập rất nhiều tư liệu của đối thủ, khá đau đầu đối với loại người không biết chút gì về lai lịch này. Còn về người còn lại, Mạc Linh nhìn về phía Lâm Nhất, tên là Trần Vũ, nghe nói là một kỳ tài trăm năm khó gặp của Thư viện Bạch Ngọc, tài năng Linh Văn từ lâu đã đạt đến mức độ khủng khiếp, hai năm trước đã là huyền sư tam phẩm. Nói thêm một câu, ngày đó người thanh niên áo trắng bị ngươi sỉ nhục chính là đại ca của hắn ta. Lâm Nhất như bừng tỉnh, chẳng trách vừa rồi ánh mắt của người này nhìn mình cực kỳ quái dị. Ở chỗ không xa, đám người của Thư viện Bạch Ngọc cũng đang đánh giá nhóm người của Thư viện Thiên Phủ. Ánh mắt của rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều hướng về phía Lâm Nhất và đều mang vẻ quái dị. Không phải nói Thư viện Thiên Phủ mời một nhân tài của Điện Huyền Dương đến làm ngoại viện hay sao, sao lại xuất hiện tên tiểu tử này? Ha ha, chắc là giá cả dễ đàm phán đi. Nhân tài của thế lực cấp bá chủ há lại dễ dàng mời đến được, không đàm phán được cũng là việc bình thường. Thư viện Thiên Phủ vốn dĩ cũng có chút ưu thế, bản thân đã có một người đến từ Thiên Kiếm Tông,
lại mời thêm một nhân tài của thế lực cấp bá chủ thì đúng là sẽ rất khó đối phó, nhưng giờ thì không cần quá để ý nữa rồi. Vốn dĩ đã không cần phải để ý, đối thủ của chúng ta chỉ có một người. Người của Thư viện Bạch Ngọc thu lại tầm mắt, vẻ mặt đều trở nên vô cùng thư thái, chỉ là khi nghĩ đến trận chiến cuối cùng gặp phải Thư viện Tử Lô thì sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Tất cả ánh mắt đều đổ về phía người Tào Hưu, đối diện với áp lực của Thư viện Tử Lô, đến lúc đó đều sẽ phải dồn hết lên người này. Tào Hưu thấy vậy chỉ cười nhạt nói, mặc dù nói danh tiếng của Tào Trấn rất nổi ở bên ngoài, vô cùng hiển hách, nhưng ta cũng không phải là người dễ đối phó như vậy. Chưa chắc đã không có cơ hội, Tào Trấn kia muốn biến chúng ta thành viên đá lót đường cho hắn ta trong cuộc chiến giữa năm thư viện lần này, ha ha, Tào Hưu ta há lại không như vậy. Giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng dã tâm lại tương đối lớn, khiến gương mặt của đám người bên phía Thư viện Bạch Ngọc đều run lên. Loại nhân tài ở thế lực cấp bá chủ này, tuổi tác không lớn, nhưng tầm mắt thì chẳng có ai hướng xuống cả, e là bọn họ đều có dã tâm với quần long thịnh yến sắp diễn ra trong hơn nửa năm tới. Bây giờ, loại thi đấu này đối với hắn ta mà nói, chỉ là món khai vị mà thôi. Chẳng qua hắn ta có thể có được tự tin và khí thế bá đạo như vậy, đệ tử và trưởng lão của Thư viện Bạch Ngọc cũng đều cảm thấy vui vẻ. Đó là người của Thư viện Thanh Lộc, nam tử áo xanh đi đầu là Giang Dật, hắn ta chính là ngoại viện mà bọn họ mời đến. Đến từ thế lực cấp bá chủ Càn Vân Tông, ta từng tìm hiểu được, hắn ta đứng trong danh sách 10 người đứng đầu của đệ tử nội môn trong Càn Vân Tông. Coi như là một kỳ tài võ đạo. Tuổi còn nhỏ mà đã tu luyện được Hỗn Nguyên Quyết của Càn Vân Tông đến cảnh giới tầng thứ 8 rồi, không thể xem thường. Ngoài ra ở bên kia là người của Thư viện Lưu Vân, ngoại viện mà bọn họ mời đến là Bạch Ngọc Thần của Thanh Mộc Các, trái lại tài cán không có gì nổi trội cũng khá bình thường. Chẳng qua ta nhận được tin tức, nguyên nhân mà hắn ta được lựa chọn làm ngoại viện là vì người này từng gặp được một nhân duyên kỳ ngộ, có được một món linh bảo tương đối lợi hại. Những thư viện khác dần dần tiến vào. Vẻ mặt Mạc Linh bình tĩnh, vô cùng nhẫn nại kể cho Lâm Nhất nghe về tư liệu của các đối thủ. Có thể thấy được nàng ta quả thực tốn không ít công sức cho cuộc chiến giữa năm thư viện lần này. Trong lòng Lâm Nhất thầm nhắc lại, Thanh Mộc Các, Càn Vân Tông đều là hai thế lực cấp bá chủ. Quả nhiên là như những gì mà Mục Tuyết đã nói, các đại thư viện đều đặt cược vào nhân tài được mời đến từ những thế lực cấp bá chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai người, đầu tiên là Bạch Ngọc Thần, người này dáng vẻ không có gì xuất sắc. Nhưng đôi mắt kia lại vừa sáng vừa có thần, đó là hồn lực dồi dào, là tiêu chí của người có khả năng vẽ linh văn cao thâm. Còn về Giang Dật, để so sánh thì người này lại càng trở nên bình thường. Hắn ta và Lâm Nhất giống nhau, đều mặc áo màu xanh, yên tĩnh ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhưng âm thanh huyên náo ở xung quanh dường như không để quấy nhiễu được đến hắn ta. Không biết vì sao, bản năng của Lâm Nhất lại cảm thấy, Giang Dật này có thể còn khó đối phó hơn cả Bạch Ngọc Thần kia. Mạc Linh nói hắn ta có thể xếp trong danh sách 10 đệ tử nội môn đứng đầu của Càn Vân Tông, một câu đánh giá tương đối đơn giản. Nhưng sức nặng của câu nói này lại khiến người ta phải nghiền ngẫm thật kỹ, không dám có chút coi thường. Cuộc chiến lần này có lẽ sẽ tương đối đặc sắc. Vẻ mặt Lâm Nhất cực kỳ bình tĩnh. Nhưng nội tâm đã nổi lên chút mong chờ, từ sau khi hắn đến thành U Châu, mặc dù có không ít lần đại chiến, nhưng đa phần đều là giao đấu với người bên trong Thư viện Thiên Phủ. Chín đại bá chủ của cổ vực Nam Hoa đối với hắn mà nói trước giờ mới chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Nhưng mà điều hắn mong chờ nhất vẫn là Tào Trấn của Thư viện Tử Lô kia. Đây là yêu nghiệt đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang, người bên ngoài đều nói người này có tư cách để tranh đoạt hạng nhất trong bảng Long Vân. Nên sẽ cực kỳ nổi bật trong cuộc chiến lần này. Đúng vào lúc này, Lâm Nhất cảm nhận được một luồng ánh mắt hướng về phía mình. Đó là đôi mắt xinh đẹp lạnh băng của Mục Tuyết cứ dán chặt lên mặt hắn. Nàng ta không nói gì, nhưng Lâm Nhất biết nàng ta muốn nói cái gì, nhìn đi, lời ta nói lúc đầu không hề giả. Vai chính của cuộc chiến giữa năm thư viện lần này đều là nhân tài đến từ các thế lực cấp bá chủ, không hề có ngoại lệ. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không thì cũng đều không thể thay đổi. Quả thực, trong hội trường trên đỉnh núi rộng lớn này, người đông nghìn nghịt.
nhưng tiêu điểm bàn luận thì từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung đến mấy người Tào Hưu, Giang Dật, Bạch Ngọc. Câu chuyện mà bọn họ nói đến rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, trong ngôn từ giọng điệu mang đầy vẻ hâm mộ. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn, lãnh thổ không biết phải rộng đến bao nhiêu, đế quốc tông môn có đến hàng nghìn hàng vạn đếm không hết. Nhưng lại chỉ có 9 bá chủ có thể thực sự vang danh khắp bốn phương, khiến người của cả cổ vực Nam Hoa phải tín phục. Tên của các thế lực bá chủ đó, mỗi một cái tên đều như sấm rền bên tai, cho dù là Lâm Nhất ở đế quốc Đại Tần xa xôi cũng đã từng được biết đến sự tích của 9 đại bá chủ này. Bọn họ tựa như hằng tinh, hiên ngang đứng vững vàng trong cả cổ vực Nam Hoa, đệ tử đi ra từ một trong số đó đương nhiên trời sinh đã mang theo vầng hào quang. Bất luận là đi đến đâu đều sẽ được mọi người quan tâm. Nhưng nếu là như vậy mà đã cảm thấy cao hơn người khác một bậc thì cũng quá là nực cười. Ít nhất đối với Lâm Nhất mà nói, hắn sẽ tôn trọng thực lực của những người này nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà coi nhẹ bản thân. Mắt thấy vẻ mặt Lâm Nhất chẳng hề thay đổi, ngược lại còn nhắm mắt dưỡng thần cũng chẳng có ý định để tâm đến nàng ta. Mục Tuyết trong lòng tức tối, thằng nhóc này lại coi nàng ta như không khí. Thực sự cho là mình chiến thắng Hoàng Nham khinh địch thì đã giỏi lắm sao? Có bản lĩnh thì trong cuộc chiến giữa năm thư viện này, đường đường chính chính đánh bại đối thủ xem. Nếu không, bảo nàng ta tâm phục thì còn lâu, cho dù là Lâm Nhất cũng không được. Thời gian dần trôi đi trong bầu không khí nóng bỏng tại đây, không biết từ lúc nào, âm thanh huyên náo ồn ào trên hội trường rộng lớn này bỗng biến thành những tiếng hò hét rung trời. Ngay sau đó, Lâm Nhất liền cảm nhận được, cả bề mặt của đỉnh núi này bắt đầu sôi sục cả lên. Người đó đến rồi sao? Lâm Nhất mở hai mắt ra, ngước lên nhìn liền thấy ở lối vào của hội trường, có một hàng người ngựa thần sắc lạnh lùng, mặt mang vẻ kiêu ngạo bước vào. Người đi đầu mày kiếm mắt sáng như sao, vẻ mặt lạnh lùng, dáng người trông lại vô cùng mảnh rẻ. Bên dưới lớp áo dài màu tím đang đón gió tung bay phần phật là cảm giác. Quỷ, lạnh. Trong đầu Lâm Nhất lập tức bật ra hai chữ này, loại thần sắc ma quỷ lão luyện kia hoàn toàn không giống khí chất mà một thiếu niên có thể có. Thần sắc lạnh lùng phảng phất như tất cả huyên náo phồn hoa của thế gian đều chẳng liên quan gì đến hắn ta. Dáng người gầy gò mỏng tang trông giống như một thanh quỷ đao bay ra từ địa ngục. Lâm Nhất chưa từng gặp Tào Chấn, nhưng hắn có thể chắc chắn, người này chính là vương bài của thư viện Tử Lô. Tào Chấn đến từ Bắc Tuyết Sơn Trang. Không chỉ là Lâm Nhất, Giang Dật của Thư viện Thanh Lộc, Bạch Ngọc Thần của Thư viện Lưu Vân cùng với Tào Hưu của Thư viện Bạch Ngọc đều nhìn chằm chằm vào người Tào Thần. Người này một năm trước đã từng giết chết một tán tu cảnh giới âm huyền đại thành, đến nay tu vi rốt cuộc cao đến đâu, nếu như hắn ta không xuất chiêu thì chẳng có ai đoán ra được. Danh tiếng của hắn ta ở bên ngoài cùng với sức nặng của mấy chữ Tào Thần Tuyệt Vân Đao đã cao hơn cả ba bọn họ gộp lại. Tận mắt nhìn thấy người này, trong lòng ba người không khỏi run lên, không dám lơ là. Cuộc chiến giữa năm thư viện 20 năm một lần, quy tắc mọi người có lẽ đều đã rõ, vậy lão hủ sẽ nói sơ qua một lần nữa. Vòng thứ nhất, bốn thư viện sẽ đối đầu nhau, thư viện cuối cùng thắng cuộc sẽ bước vào vòng thứ hai. Khiêu chiến thư viện Tử Lô quán quân của khóa trước. Vòng thứ nhất các thư viện chọn ra ba người tham gia ứng chiến, ba trận thắng hai là thắng chung cuộc. Còn về vòng thứ hai, đội bên sẽ lựa chọn ra người mà mình cho là mạnh nhất để tham gia ứng chiến, người thắng cuộc của thư viện nào thì thư viện đó chính là thư viện chiến thắng cuối cùng. Sau khi người của thư viện Tử Lô an vị trên chỗ ngồi của mình, giữa không trung trên diễn võ trường có một ông lão đáp xuống. Giọng của ông ta như tiếng chuông đồng, vang vọng khắp bốn phía, đinh tai nhức óc. Người dẫn đoàn của các thư viện đều biết rõ ông lão này, chính là một tộc lão của một đại gia tộc trong thành U Châu. Đợi khi ông ta dứt lời, bốn tấm lệnh bài từ trong tay ông ta phá không bắn ra, bay về vị trí của bốn đại thư viện. Thần sắc của tiền bối Đường Du mang vẻ nghiêm trọng, vung tay lên bắt lấy tấm lệnh bài, chân nguyên truyền vào bên trong. Một giây sau, lệnh bài trong tay ngưng tụ thành một cột sáng màu đen vọt thẳng lên trời, vô cùng bắt mắt. Cùng lúc đó, lệnh bài trong tay của các thư viện khác cũng đang bắt đầu bung ra ánh sáng. Bốn tấm lệnh bài, bốn cột sáng nhưng chỉ có hai màu, một đen một trắng. Dựa theo quy định rút thăm của những lần trước, đen đấu với đen, trắng đấu với trắng.
Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, thấy vị trí của cột sáng màu đen khác chính là chỗ ngồi của Thư viện Thanh Lộc kia. Thư viện Thanh Lộc. Mạc Linh nhìn về vị trí của Thư viện Thanh Lộc, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, khẽ giọng nói, Thư viện Thanh Lộc trái lại không tính là khó đối phó, sắp xếp thứ tự các ngươi thi đấu phải được nhanh chóng thực hiện. Ba trận thắng hai, nếu như người mạnh nhất đấu với người yếu nhất thì tổn thất sẽ cực lớn. Phải bày binh bố trận ra sao thì cũng phải cần đến chút mánh khóe. Kỳ thực đối với Thư viện Thiên Phủ mà nói, chắc chắn là Liễu Vân Yên thực lực tương đối yếu sẽ được ra trước, trái lại là hai người Lâm Nhất và Mục Tuyết, ai sẽ là người thứ hai và ai là người thứ ba thì phải cân nhắc thật kỹ. Ta tùy ý. Lâm Nhất chủ động nói trước. Vậy thì người thứ hai đi, Mạc Linh nghĩ ngợi một hồi, khẽ giọng nói, Mục Tuyết ổn định thế trận. Ta không có ý kiến. Mục Tuyết nhàn nhạt nói, nàng ta trái lại muốn xem, Lâm Nhất xuất trận trước nàng ta sẽ có biểu hiện thế nào. Ba trận thắng hai, người thứ hai ra đấu kỳ thực là quan trọng nhất, nếu như người đầu tiên thua vậy thì áp lực của hắn sẽ tương đối lớn. Bởi vì nếu như lại thua nữa thì sẽ chẳng còn cơ hội để lật ngược ván cờ nữa. Nếu như người thứ nhất chiến thắng, vậy người thứ hai lại thắng nữa thì sẽ trực tiếp thắng đối thủ. Vừa có thể có hy vọng bất bại lại vừa có khả năng để kết thúc đối thủ, xem ra Mạc Linh đã đặt kỳ vọng tương đối lên người Lâm Nhất. Mời tuyển thủ đầu tiên của đôi bên lên đài. Giọng nói của ông lão ngân vang như tiếng chuông đồng khắp cả hội trường. Liễu Vân Yên bay người lên không trung rồi đáp xuống trong sự chú ý của một số người. Là Liễu Vân Yên. Thú vị, 20 năm trước phụ thân nàng ta đã khiến Thư viện Thiên Phủ thất bại thảm hại, không ngờ được 20 năm sau Thư viện Thiên Phủ vẫn để nàng ta là người đầu tiên xuất chiến. Nghe nói ngoại viện của Điện Huyền Dương không đến, Thư viện Thiên Phủ tìm một người đến từ đế quốc Đại Tần làm ngoại viện. Quả thực không trông thấy đệ tử của Điện Huyền Dương, nói như vậy. Nếu như trận này mà thua thì tình hình của Thư viện Thiên Phủ sẽ tương đối nguy hiểm. Cùng với sự xuất hiện của Liễu Vân Yên, bốn phía xung quanh bắt đầu vang lên những âm thanh xì xào, khiến vẻ mặt của Liễu Vân Yên trên quảng trường có chút thay đổi. Tất cả trưởng lão và đệ tử của Thư viện Thiên Phủ cũng không khỏi trở nên căng thẳng. Đối thủ của Liễu Vân Yên ở giữa quảng trường trung tâm gần như đáp xuống cùng một lúc với nàng ta, vẻ mặt cương quyết. Trong đáy mắt mang theo vẻ tấn công sắc bén. Người này là Chu Tần, coi như là người yếu nhất trong số ba người của Thư viện Thanh Lộc, nếu như giữ vững tinh thần thì cơ hội thắng của Vân Yên vẫn rất lớn. Mạc Linh bình tĩnh phân tích tình hình, nhưng mà Lâm Nhất phát hiện, tay của Liễu Vân Yên đang khẽ run. Rất rõ ràng, nội tâm của nàng ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lâm Nhất, trận chiến này bất luận thắng thua. Ngươi đều là điểm mấu chốt của chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng thì chúng ta sẽ còn hy vọng. Sóng mắt Mạc Linh long lanh, ánh mắt chạm lên người Lâm Nhất, khẽ giọng nói. Nhóm người tiền bối Đường Du mặc dù biết thực lực của Lâm Nhất khủng khiếp, không thể đơn giản dùng cảnh giới âm huyền viên mãn để đo lường. Nhưng đối thủ của hắn rất có khả năng sẽ là Giang Dật, ngoại viện của Thư viện Thanh Lộc, nhân tài trong 10 thứ hạng đầu của nội môn Càn Vân Tông. Thực lực cũng tương đối đáng sợ, nếu như không có chút thủ đoạn mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ không thể lọt vào 10 hạng đầu của một thế lực cấp bá chủ như vậy. Những tinh anh kia, người nào người nấy tâm còn cao ngạo hơn cả trời, thực lực chỉ hơi kém một chút là sẽ bị rớt hạng. Bất kể là ôm bao nhiêu hy vọng với Lâm Nhất, nhưng hắn vẫn chưa từng thực sự giao đấu với người ta, cho nên xét cho cùng cũng khó để có thể hoàn toàn yên tâm được. Hy vọng ngươi có thể cho ta cơ hội để xuất chiến. Nếu không, chuyến này của ta thực đúng là thiệt thòi quá. Mục Tuyết liếc Lâm Nhất, hờ hững nói. Lâm Nhất yên lặng nhìn người này một cái, cuối cùng không nói gì nữa, hắn thích dùng sự thật để người ta phải im miệng. Tranh luận bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là mất công. Mục Tuyết sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận về những gì mà nàng ta đã nói ra. Hắn bây giờ không quan tâm đến nữ tử này, chỉ để ý đến thắng thua của Liễu Vân Yên. Trên mặt sân rộng rãi giữa đỉnh núi, Liễu Vân Yên và đối thủ Chu Tần của Thư viện Thanh Lộc đồng thời đứng vững cơ thể. So với Chu Tần, Liễu Vân Yên bị người khác chú ý nhiều hơn rất nhiều, chỉ là việc mà bọn họ quan tâm đến lại chẳng phải chuyện hay ho gì.
Âm thanh bàn tán từ bốn phía xung quanh đều đang nói về chuyện 20 năm trước phụ thân nàng ta tự ý quyết định khiến cho thư viện thiên phủ phải mang một mối nhục vô cùng lớn. Những danh từ được gán lên người phụ thân nàng ta sau trận đại chiến đó như cuồng vọng, tự đại, vô tri, thậm chí còn càng khó nghe hơn, đó là kẻ vô dụng. 20 năm sau, sự xuất hiện của nàng ta không ngoài dự đoán sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Diễn võ trường và hàng ghế ngồi dành cho người theo dõi cuộc chiến mặc dù cách rất xa nhau, nhưng đối với người có cảnh giới như của Liễu Vân Yên mà nói, thì lại nghe rất rõ ràng. Có thể dễ dàng phát hiện ra, trên gương mặt tinh tế xinh đẹp của nàng ta đã xuất hiện chút thay đổi, thần sắc trong đáy mắt rõ ràng mang theo chút hoảng hốt và căng thẳng, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi. Chu Tần đối diện nhạy cảm bắt được điểm này, khóe miệng không khỏi bất giác lộ ra ý cười. Còn chưa giao đấu mà tinh thần đã loạn lên rồi, đối với võ giả mà nói đây là một đại kỵ. Đệ tử và trưởng lão của Thư viện Thiên Lộc nhìn thấy cảnh này ai nấy đều cong miệng cười, trận chiến này đã nắm chắc 7 phần thắng. Quay lại nhìn nhóm người của Thư viện Thiên Phủ, thần sắc bọn họ đều mang vẻ căng thẳng. 3 trận thắng 2, mỗi một trận thắng đều cực kỳ quan trọng, nếu như trận đầu tiên đã chiến thắng thì chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều áp lực cho Thư viện. Vân Yên tỷ vẫn bị căng thẳng rồi, trận chiến này sợ là khó nắm chắc. Mục Tuyết dùng giọng nhàn nhạt nói. Những người khác cũng lặng thinh, chỉ là thầm lắc đầu, trạng thái tinh thần như vậy thì sợ là không ổn. Không đâu, trận này ta tin tưởng nàng ta. Vẻ mặt Lâm Nhất bình tĩnh, khẽ nói. Mục Tuyết nghe vậy không khỏi khẽ nhíu mày nhìn qua, tên này lúc nào cũng làm mình khó chịu. Vậy thì cứ chờ xem, nàng ta không tin, Liễu Vân Yên có thể chiến thắng đối thủ trong trạng thái tinh thần như vậy. Bắt đầu đi. Ông lão áo vải bên trong hội trường hờ hững liếc mắt nhìn hai người sau đó bóng dáng lóe lên rời đi. Ngại quá, 20 năm trước mặc dù chuyện của phụ thân cô khiến người ta đồng cảm, nhưng hôm nay, ta vẫn sẽ không lưu tình với cô đâu. Chu Tần khẽ mỉm cười, cố ý nhắc đến chuyện cũ 20 năm trước để kích động đối phương thêm chút nữa. Sắc mặt Liễu Vân Yên đanh lại, trầm giọng nói, nếu có bản lĩnh, thì cứ việc ra tay. Soạt, lời vừa dứt nàng ta liền tuốt kiếm khỏi vỏ, kiếm thế mênh mông lặng lẽ thi triển, sau đó lập tức bổ về phía đối phương. Kiếm pháp của nàng ta cực kỳ tinh xảo, nhìn thoáng qua đã thấy cực kỳ sắc bén. Một kiếm vung ra, chân nguyên sao động, kiếm quang sắc bén tràn ngập từng trận hàn mang lạnh đến thấu xương. Chu Tần cười không nói gì, chân nguyên khắp toàn thân bỗng nổ tung tựa như con yêu thú cổ xưa đang gào thét, bộc phát ra thanh uy khủng khiếp. Sau đó nện ra một quyền. Dầm. Kiếm mang nổ tung tựa như tiếng sấm rền giữa đồng bằng, đinh tai nhức óc. Kiếm thế còn chưa kịp áp sát Chu Tần đã bị nện cho nát vụn, trong không trung xuất hiện từng vòng dư âm tựa như sóng nước dần lan ra. Kiếm pháp này có quá nhiều chỗ sơ hở. Tiền bối Đường Du nhìn thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, với thực lực của Liễu Vân Yên không đến mức phải có nhiều sơ hở như thế. Hơn nữa Chu Tần kia dường như đã sớm dự liệu được tình huống này, không muốn cho Liễu Vân Yên có bất kỳ cơ hội để lật ngược tình thế nào. Liễu Vân Yên, lại tiếp một quyền của ta. Trong tiếng quát lớn, Chu Tần cong người lao về phía trước dứt khoát xông thẳng vào bên trong khu vực kiếm thuật mênh mông vừa mới được ngưng tụ tại của Liễu Vân Yên. Giống như một con yêu thú, chẳng đếm xỉa gì đến xung quanh mà lao đến như phát điên, một quyền nện ra nhắm thẳng vào đầu mũi kiếm. Keng. Bỗng nhiên, thân kiếm rung lên không ngừng, Liễu Vân Yên cực kỳ bất ngờ, cơ thể điên cuồng lui lại mà thanh trường kiếm trong tay thì thiếu chút nữa bị chấn văng ra ngoài. Mạnh quá, chiếm được ưu thế, Chu Tần này liền chẳng coi ai ra gì, hoàn toàn không cho Liễu Vân Yên có cơ hội để phát huy thực lực của mình. Tiếp nữa. Chiếm ưu thế lớn, Chu Tần cảm thấy phần thắng đã trong tầm tay, bật cười giữ tợn một tiếng. Khắp người từ trên xuống dưới bao trùm luồng ánh sáng màu xanh. Rầm, rầm, rầm. Quyền mang nổ tung, Chu Tần tấn công điên cuồng, thậm chí còn không hề né tránh những luồng kiếm mang không nguy hiểm, cứ hung hãn mà áp sát như vậy. Mặt Lâm Nhất thoáng biến sắc, trong lòng lại nổi lên chút bất an, cứ như vậy thì thực sự không ổn. Chu Tần này rõ ràng là muốn lợi dụng khúc mắc trong lòng của Liễu Vân Yên để thừa thế đánh bại Liễu Vân Yên.
Nếu không, một khi Liễu Vân Yên bình tĩnh lại thì thắng thua sẽ khó mà nói trước được, thực lực của hai người vốn dĩ không chênh lệch nhiều. Nhưng cục diện bây giờ nếu cứ tiếp tục như vậy thì Liễu Vân Yên sợ là rất khó để đảo ngược được tình thế. Chỉ là cô gái này, dung nhan của nàng ta trong thời gian hơn một tháng này đã tiểu tụy nhiều, sự kiên trì trong lòng đều viết hết lên mặt. Không, không chỉ là một tháng, từ khi lần đầu tiên hắn gặp cô gái này thì đối phương đã luôn kiên trì, nàng ta vẫn luôn không ngừng cố gắng. Nếu nàng ta có thể ổn định được tinh thần, với thực lực của mình mà muốn chiến thắng đối phương thì không hề khó. Phụt. Sau 10 chiêu, Chu Tần cong người về phía trước tung ra một quyền đánh bay cả người Liễu Vân Yên ra khiến nàng ta ói ra một ngụm máu. Quả nhiên, quá yếu. Thư viện Thiên Phủ phái người ra xuất chiến mà lại quá khinh địch rồi. Chỉ 10 chiêu, đã thua trận nhanh như thế, thực không thể hiểu nổi. Trong một thoáng, bốn phía khán đài đều lắc đầu cảm thán. Liễu Vân Yên mặt trắng bệch rơi trên mặt đất, trong lòng bỗng vô cùng khủng hoảng. Ngoảnh đầu nhìn khắp xung quanh đều là một màn đêm đen chẳng thể nhìn thấy gì, chỉ có những âm thanh văng vẳng kia không ngừng lọt vào trong tai, đều là những cái lắc đầu những lời than thở. Rất nhiều âm thanh giống như từng thanh kiếm sắc bén cắm vào trong tim nàng ta, cảm giác tắc thở khó chịu khiến sắc mặt nàng ta càng trở nên khó coi. Nàng ta có thể tưởng tượng được, mọi người của Thư viện Thiên Phủ lúc này cũng đều dồn ánh mắt về trên người nàng ta, chỉ e những ánh mắt đó đều là thất vọng. So với phụ thân của nàng ta còn thất vọng hơn. Có lẽ, người kia cũng là một trong số đó. Người đã vì nàng ta, người thiếu niên trong Hồ Tử Vân đã không hề do dự mà quay lại, mạo hiểm tính mạng để cướp được đóa kim liên tử hỏa kia về. Không có đối phương, nàng ta cũng sẽ không thể trở thành đệ tử nòng cốt, không thể đứng ở đây. Bóng lưng của thiếu niên ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng ta. Đáy mắt Liễu Vân Yên tràn ra vẻ kiên định. Thiếu niên kia lúc đầu chỉ vì một lời hứa đã có thể mạo hiểm tính mạng đi lấy kim liên tử hỏa về cho nàng ta. Liễu Vân Yên, ngươi chẳng lẽ cứ yếu đuối như vậy sao, vẫn không thể vượt qua được cái bóng của 20 năm trước sao? Thư viện Thiên Phủ phái ngươi xuất chiến, quả nhiên là một sai lầm, ngươi và phụ thân ngươi giống hệt nhau, chẳng chịu nổi một đòn, chấp nhận thua đi cho ta. Chu Tần cười khẩy. Chuẩn bị kết thúc trận chiến này. Ngại quá, ngươi mới là kẻ bại. Có tia sáng vụt qua trong mắt Liễu Vân Yên, quét đi sự lo lắng và hầm hực, khí lạnh ào ào bộc phát từ trên người nàng ta, hóa thành một cơn gió lạnh cuốn phăng tất cả, khiến Chu Tần đang ở giữa không trung lạnh run người. Phút chốc, Liễu Vân Yên đã liên tục đánh ra ba kiếm, kiếm sau hung ác hơn kiếm trước. Thân kiếm lóe lên tia sáng lạnh, như tuyết, như băng. Như chiến ý đang hừng hực cháy trong lòng nàng ta, vô cùng rực rỡ và chói mắt. Thịch thịch. Trong tiếng nổ vang rền, một quyền kia còn chưa đến gần Liễu Vân Yên thì đã bị đánh tan tác. Chỉ với ba kiếm đã dễ dàng hóa giải một quyền khiến lòng người hoảng sợ của Chu Tần. Ánh mắt Chu Tần lóe lên tia kinh ngạc, kiếm kia mang khí thế sắc bén, sau khi phá vỡ quyền của hắn ta còn tiến thêm một bước ép lui hắn ta. So với phụ thân vô dụng của cô thì xem ra cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Tuy nhiên, như vậy vẫn còn kém xa ta. Vừa dứt lời, Chu Tần lại lần nữa vọt đến, trong lúc di chuyển, chân nguyên trong cơ thể bộc phát, khí thế toàn thân không ngừng tích xúc. Tốc độ nhanh đến mức khó tưởng tượng nổi, phút chốc, chỉ để lại vô số tàn ảnh. Nhưng không ai ngờ kiếm của Liễu Vân Yên lại nhanh hơn hắn, chỉ trong một nhịp thở, nàng ta đã tìm được sơ hở của hắn ta. Lập tức đâm ra một kiếm. Mũi kiếm bắn ra tia sáng chói mắt như sao trời. Quyền và mũi kiếm lại va chạm nhau, Chu Tần liền thét lên một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài thêm lần nữa. Trước đó, một quyền của Chu Tần dễ dàng đánh bay mũi kiếm của Liễu Vân Yên, nhưng bây giờ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kết quả đã hoàn toàn thay đổi. Phi hoa lạc diệp. Không đợi đối phương rơi xuống đất. Cả người Liễu Vân Yên bắn ra vô số luồng kiếm quang, thoạt nhìn giống như những bông tuyết đang điên cuồng nhảy múa, hoàn toàn bao phủ đối phương trong kiếm thế của mình. Sắc mặt Chu Tần trở nên âm u, rốt cuộc hắn ta không cách nào cười được nữa, nhanh chóng ra tay ngăn cản, thế nhưng mỗi khi đánh ra một quyền đều bị ép lui vài bước, vô cùng khó chịu. Đáng chết, muốn thắng ta không dễ vậy đâu.
Khí thế của Chu Tần đã hoàn toàn bị nghiền ép, không cách nào tiếp tục giằng co được nữa, hắn ta quát to một tiếng, phút chốc, vô số linh văn tuôn ra, đan vào nhau tạo thành một linh đồ minh mông. Trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một con sóng được hội tụ từ lửa ào ào trút xuống như lũ quét qua. Con sóng kia ào ào quét ngang qua, nóng bỏng và táo bạo, cùng lúc đó, hắn ta bay vọt lên giữa không trung, phối hợp với con sóng biển ngập trời này, liên tục đánh ra từng quyền. Mỗi một quyền như vậy, uy thế của con sóng kia lại tăng lên không ít, khiến người xem dùng mình khiếp sợ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Nhất rốt cuộc cũng buông lỏng, nếu so về trình độ linh văn thì đối phương ắt sẽ thua. Trình độ linh đồ bực này còn chưa đủ để ta nhìn. Quả như hắn dự đoán từ trước, sắc mặt Liễu Vân Yên vô cùng bình tĩnh, có điều, ánh mắt nàng ta càng thêm sắc bén và ác liệt. Trên diễn võ trường bao la, ai cũng bất ngờ khi thấy có rất nhiều linh văn thuộc tính băng xuất hiện, kế đó chúng đột nhiên tụ lại sau lưng Liễu Vân Yên, phát ra hào quang chói mắt, hóa thành một thanh trường thương bằng băng chói sáng. Khí lạnh ngập trời điên cuồng sộc lên. Gần như chỉ trong nháy mắt, thanh trường thương băng tuyết được diễn hóa từ linh văn lao đi với tốc độ xé gió, hướng về phía sóng biển được hình thành từ ngọn lửa ngập trời kia, chọc ra một cái lỗ cực lớn. Phập, xoẹt. Trường thương băng tuyết vẫn tiếp tục lao đi, sau đó hung hăng đâm vào ngực Chu Tần, rồi phát ra một âm thanh nặng nề, đính chặt cơ thể hắn trên mặt đất. Chu Tần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Nhưng bất kể có dãy giụa thế nào thì hắn ta cũng không thoát được. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, chẳng ai ngờ sau khi trấn tĩnh lại, Liễu Vân Yên sẽ thắng một cách dứt khoát như vậy. Người của Thư viện Thanh Lộc lập tức sầm mặt, trận đầu đã thất bại, sắp tới áp lực sẽ lớn hơn, nếu tiếp tục thua thêm trận nữa thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Vốn dĩ bọn họ đặt kỳ vọng vào trận chiến này rất lớn. Ta nhận thua. Nhìn Liễu Vân Yên bước từng bước đến gần, lại nhớ đến một vài thủ đoạn xấu xa mà mình đã dùng trước đó, ánh mắt Chu Tần lóe lên tia hoảng sợ, vội hô to. Liễu Vân Yên duỗi tay ra, khẽ phẩy một cái, trường thương băng tuyết lập tức hóa thành từng sợi linh văn rồi tan biến, nàng ta lạnh lùng nhìn đối phương và nói, cút. Sắc mặt Chu Tần hết sức khó coi, hắn ta loạng choạng đứng dậy, rồi quay đầu đi vội. Thắng! Ánh mắt Mạc Linh lóe lên tia mừng rỡ, những người khác của Thư viện Thiên Phủ cũng lộ vẻ vui mừng, duy chỉ có Mục Tuyết là có hơi xấu hổ. Liễu Vân Yên của Thư viện Thiên Phủ chiến thắng. Khi giọng nói to rõ như chuông đồng của ông lão kia một lần nữa vang lên trên hội trường, bốn phía thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Mọi người đều tỏ vẻ hiếu kỳ, không biết tiếp theo đây, hai bên sẽ phái ai ra ứng chiến. Không thể không nói. Trận đấu giữa Liễu Vân Yên và Chu Tần cũng khá là đặc sắc, nhất là pha phản công dứt khoát của Liễu Vân Yên ở thời khắc cuối cùng, phải nói là kiếm pháp của nàng ta cực kỳ sắc bén, phối hợp với trình độ về linh văn cao thâm đã khiến nhiều người phải tròn mắt mà nhìn. Phút chốc, tất cả áp lực đổ dồn vào Thư viện Thanh Lộc. Lâm Nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn Thư viện Thanh Lộc sẽ để Giang Dật ra mặt, Mạc Linh mở to mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhất. Giang Dật. Nhân tài kiệt xuất đứng trong 10 thứ hạng đầu của Càn Vân Tông. Nội tình của 9 bá chủ cực kỳ thâm hậu, chỉ riêng đệ tử nội môn của bọn họ đã có thể so sánh với đệ tử cốt cán của các thế lực khác. Giang Dật có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu, tuy không có danh tiếng hiển hách như Tào Trấn, nhưng cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm. Ánh mắt của các đệ tử và trưởng lão Thư viện Thiên Phủ đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Vốn dĩ Giang Dật nên để Mục Tuyết đối phó, bởi vì hai người đều là nhân tài kiệt xuất của 9 bá chủ, nội tình không chênh lệch quá lớn, hiển nhiên, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lâm Nhất có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hắn biết rõ là hơn phân nửa người ở đây đều không xem trọng hắn. Dù sao thì đối thủ cũng là Giang Dật. Hắn cảm thấy không cần phải nhiều lời, cứ để kết quả chứng minh tất cả. Lâm Nhất này không hề thua kém những nhân tài kiệt xuất của thế lực cấp bá chủ. Hy vọng thực lực của ngươi có thể biến những lời khoác lác của ngươi thành hiện thực, ta mong mình không cần phải ra mặt. Mục Tuyết nhìn Lâm Nhất, bình tĩnh nói, tuy nàng ta không quá chào đón đối phương, nhưng nếu Lâm Nhất thật sự có thể thắng thì nàng ta nhất định sẽ dành cho hắn sự tôn trọng tương ứng. Có điều,
theo như nàng ta thấy thì khả năng này khá là nhỏ. Xuất chiến không, Mạc Linh khẽ nói. Thấy thế, Lâm Nhất khẽ gật đầu rồi bay vọt lên trời, sau đó vững vàng rơi xuống hội trường hệt như một chiếc lá liễu. Ngay khi hắn ngẩng đầu thì vừa khéo thấy được Giang Dật Kẻ vừa rơi xuống gần như cùng lúc với hắn. Soạt. Lâm Nhất vừa hiện thân, bốn phía khán đài lập tức vang lên âm thanh bàn tán xôn xao, rất nhiều ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Người kia là ai? Hình như không phải người của thành U Châu ta, cũng không phải nhân tài kiệt xuất của thế lực cấp bá chủ. Có lẽ hắn là người ngoài được Thư viện Thiên Phủ mời đến viện trợ. Có hơi yếu thì phải, còn chưa đạt đến cảnh giới Dương Huyền nữa đấy, sao có thể trở thành đối thủ của Giang Dật được? Thư viện Thiên Phủ, không muốn thắng à? Chắc là đến làm bia đỡ đạn thôi, dùng Mục Tuyết làm át chủ bài cuối cùng ấy mà. Có điều, nếu vậy thì trận chiến này hẳn là cũng không có gì đặc sắc. Tiếng xì xào bàn tán bên ngoài rơi vào tai Lâm Nhất và Giang Dật đang đứng trong hội trường, nhưng cả hai vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào khác lạ. Giang Dật của Càn Vân Tông, Giang Dật nhìn về phía Lâm Nhất, mỉm cười và nói. Lâm Nhất bình thản đáp lại. Lâm Nhất, ta từng nghe về ngươi. Nhưng khi nghe những lời kế tiếp của Giang Dật, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường. Hắn nghe thấy đối phương cười nói, ở Càn Vân Tông, đã có người từng nói với ta về phong thái của công tử Táng Hoa Lâm Nhất, người nọ đánh giá khá cao về ngươi đấy. Và hắn cũng cảm thấy có hơi không cam lòng khi bại dưới tay ngươi tại Long Môn tranh tài. Ai? Lòng hiếu kỳ của Lâm Nhất trỗi dậy, bèn hỏi. Giang Dật cười nói, giờ thì ta không thể nói cho ngươi biết được. Ta chỉ có thể nói hắn gia nhập Càn Vân Tông chưa được 3 tháng mà đã thể hiện ra thiên phú kinh người, có thể xem như sư đệ của ta. Tuy nhiên, trong quần long thịnh yến, ta nghĩ hai người sẽ gặp lại. Bại dưới tay ta ư. Bạch Lê Hiên, Tả Vân, cũng có thể là Tư Tuyết Y, quả thật rất tò mò. Đừng nghĩ nữa, vẫn nên nghĩ đến trận chiến trước mắt này thì hơn. Như người thấy đó, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức ứng phó trận này. Sẽ không đối xử với ngươi như một võ giả cảnh giới âm huyền bình thường đâu. Giang Dật bật cười, ánh mắt hắn lóe lên tia âm u, dường như có ẩn chứa hơi thở ác liệt mà táo bạo nào đó. Là Hỗn Nguyên Quyết. Phút chốc, chân nguyên hùng hồn hệt như dòng lũ hung hãn không ngừng sôi trào. Sóng sau cao hơn sóng trước, lan ra khắp hội trường, tạo thành từng tiếng ầm ầm nặng nề, đinh tai nhức óc. Sắc mặt Lâm Nhất vẫn bình thản. Tử Diên kiếm quyết ầm ầm vận chuyển, chân nguyên cô đọng và nặng nề tràn ngập toàn thân hắn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong mắt bọn họ bắn ra duệ khí vô cùng ác liệt, mặt đối mặt, quyết tranh đến cùng. Bầu không khí nặng nề và nghiêm túc lẳng lặng bao trùm nơi đây, khiến cho những âm thanh đang xì xào kia bỗng im bặt, rồi tất cả rơi vào yên tĩnh. Chiến. Đến khi khí thế của hai người sắp đạt đến đỉnh cao, Giang Dật đột nhiên thu lại nụ cười trên môi, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh, chân hắn ta hung hăng dẫm lên mặt đất. Sàn nhà cứng rắn ngang với sắt thép lập tức xuất hiện một vết nứt, hắn biến mất trong chớp mắt một cách quái đản, thân pháp bực này đủ để người thường không cách nào nắm bắt được. Kiếm thế sắc bén và ác liệt hội tụ quanh thân Lâm Nhất, kiếm ý tiên thiên nén mà không phát, mang đến cảm giác cực kỳ sắc bén. Đột nhiên, Lâm Nhất nghiêng người. Bàn tay trắng trẻo và thuôn dài duỗi ra, năm ngón tay nắm chặt, hung hăng đánh ra ngoài. Khoảnh khắc năm ngón tay nắm chặt lại, chân nguyên màu bạc cô đọng khắp toàn thân hắn hệt như giang hà ào ào tuôn ra. Phút chốc, quyền nổ tung, gió lớn điên cuồng quét qua, giữa không trung hiện lên từng tầng sóng, một bóng người cứ thế bị ép ra. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Tim mọi người đánh thót, không còn tỏ vẻ xem thường như trước. Một quyền này tuy rất đơn giản, nhưng nếu là võ giả có chút tầm nhìn thì đều thấy được cái tinh túy trong đó, một người thường chắc chắn sẽ không có phản ứng được như vậy. Còn chưa đủ nhanh à? Bị ép lui, Giang Dật lạnh lùng cười, tay phải lập tức duỗi ra nhanh như tia chớp, không đợi Lâm Nhất thu quyền lại, hắn ta đã bắt được cổ tay đối phương, chân nguyên hùng hậu như thủy triều vọt đến kiểm chặt lấy tay Lâm Nhất. Kế đó, Giang Dật xoay người, ở giữa không trung. Có thể thấy được hắn ta sắp xoay tròn, nếu như thành công, Lâm Nhất ắt sẽ bị ném ra ngoài, không những té thê thảm mà còn có khả năng bị thua trong phút chốc.
chẳng ai ngờ vừa mới đánh mà hai người đã đạt đến tình trạng hung hiểm như thế. Nhưng không đợi đối phương ra lực, Lâm Nhất đột nhiên duỗi nắm tay phải ra, xoay tay bắt lấy cổ tay Giang Dật. Hai người khống chế cổ tay nhau, gần như cùng dùng sức, cả người nhoài về phía trước, bởi vì có chân nguyên hùng hậu không ngừng rót vào nên cánh tay họ run lên từng hồi. Hai luồng sức mạnh cực kỳ hung hãn hệt như yêu thú viễn cổ gào thét xông đến, từng người cố sức vật đối phương xuống đất. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện, hai người cứ thế rằng co kịch liệt giữa không trung, lực xé rách cực lớn và táo tợn tác động cả hai phía. Bọn họ dính chặt một chỗ, bắt đầu quay cuồng giữa không trung hệt như con lăn vậy. Ầm ầm. Bỗng chốc, cuồng phong nổi lên, chân nguyên sôi trào, khắp hội trường liên tục vang lên tiếng nổ. Cuồng phong tản ra, ngưng tụ thành từng đợt khí lưu hung mãnh càn quét bốn phía. Bụi mù bay tứ tán, giữa không trung, hai người điên cuồng tranh đấu, không ai chịu nhường ai. Việc này, mọi người bị chấn động quá mức, sắc mặt thoáng thay đổi, hai người này có hơi bá đạo rồi. Việc sử dụng chân nguyên để liều mạng như thế kéo dài không bao lâu, đến cuối cùng, Giang Dật người có tu vi cao hơn đã chiếm ưu thế. Chân nguyên trên người hắn bùng nổ, cứ thế nắm lấy cổ tay Lâm Nhất ném ra xa. Sức mạnh hung hãn và táo bạo kia hệt như đang ném một quả núi thẳng xuống đất. Ông! Tuy khí tức của Lâm Nhất sừng sững như núi, hùng hậu và cô đọng, nhưng khi rơi xuống đất, mặt đất lại không hề có dấu hiệu rung chuyển. Mọi người kinh ngạc không thôi, với sức mạnh hung tợn bực này, dù không đục thủng một cái hố to thì ít nhất cũng khiến mặt đất rung chuyển liên hồi. Nhưng Lâm Nhất lại đáp xuống một cách vững chãi, ngay khi bàn chân vừa chạm đất, có cảm giác như một dạng núi nặng nề đã sớm bén rễ. Nâng nặng tựa nhẹ, lướt đi như rồng lượn. Phút chốc, trong đầu mọi người vụt qua mấy chữ này. Vèo. Không để quần chúng kịp kinh ngạc, giữa không trung đột nhiên vang lên hai tiếng xé gió, âm thanh này vô cùng chói tai, sộc thẳng lên trời. Lâm Nhất và Giang Dật còn chưa hoàn toàn đứng vững thì đã lao thẳng vào đối phương. Một lần nữa bắt đầu trận đấu trên không, Giang Dật khép hai ngón tay lại, dùng nó làm kiếm đâm thẳng vào mi tâm Lâm Nhất. Ầm. Lâm Nhất không đổi sắc, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, vung nắm đấm nghênh đón thanh kiếm biến hóa từ hai ngón tay kia. Sức mạnh hung tợn gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, một quyền của Lâm Nhất hoàn toàn hóa giải khí thế sắc bén và ác liệt từ kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Nhất lật tay đánh ra một kích, chỉ thấy một luồng sáng cực kỳ sắc bén vạch một đường giữa không trung, thẳng đến cổ đối phương. Giang Dật biến sắc, tay hắn ta co lại một góc 90 độ, vung mạnh ra. Lực vung kia dường như có thể đánh bật một tòa nhà đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Keng! Lại một tiếng nặng nề như sấm rền, Giang Dật dùng tốc độ tia chớp để ngăn lại cú chặt tay hung hãn này, nhưng hai người đều dùng lực cực lớn. Nên một khi va chạm tạo thành tiếng nổ mạnh, cả hai nương theo quán tính liên tục xoay tròn giữa không trung để giảm bớt lực. Ầm ầm. Vừa xoay được một vòng, khi trở về vị trí đối diện nhau, trong mắt cả hai lóe lên tia tàn nhẫn, gần như cùng một lúc, hai người đồng thời tung cước về phía đầu đối phương. Với tình thế hiện tại, người nào phản ứng chậm hơn chắc chắn sẽ bị đá bay ngay tại chỗ. Dù không ở trong đó thì cảm nhận hung hiểm bực này cũng khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Dầm. Cú đá của hai người lao đến như tia chớp, va mạnh vào nhau, khiến khóe miệng cả hai nhìn không được co giật. Tuy nhiên sự tàn nhẫn trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Bốp, bốp, bốp. Gần như là trong phút chốc, giữa không trung xuất hiện hàng hà sa số tàn ảnh, cả hai chính thức giao thủ. Ngươi tới ta đi. Dùng phương thức chém giết hung hãn và ác liệt của bản thân để chứng minh cho mọi người thấy trận chiến trước đó chỉ là trò đùa của lũ con nít mà thôi. Bốn phía trên khán đài, quần chúng đến xem chiến không khỏi phát ra những âm thanh thán phục. Hai người cứ thế đối chiến, từng quyền nện vào da thịt, quyết không lùi bước, người tới ta đi, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Loại đấu pháp liều mạng, không chịu thua kém dù chỉ là một chút khiến người xem hãi hùng khiếp vía, rồi lại hô to thoải mái. Nếu không có kinh nghiệm chém giết phong phú thì quả quyết không thể ra tay cay độc và quyết đoán như vậy. Không ai ngờ một người trước đó không được xem trọng lại có thể bày ra thực lực đáng sợ bực này.
hắn có thể đấu ngang tay với nhân tài kiệt xuất nằm trong 10 thứ hạng đầu của Càn Vân Tông, hơn nữa, không để đối phương chiếm được một chút lợi lộc nào. Còn Mục Tuyết vốn chờ Lâm Nhất xấu mặt thì giờ mặt nàng ta đã tái nhợt, không nói nên lời. Nếu để nàng ta xuất chiến thì đối mặt với một kẻ hung tàn như Giang Dật, chỉ nghĩ thôi đã thấy rét run. Không ngờ sức mạnh của hai người này lại ngang nhau. Tào Hưu của Thư viện Bạch Ngọc lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ngoại trừ Mục Tuyết, Thư viện Thiên Phủ còn có một nhân vật hung ác như vậy. Lại còn là thiếu niên áo xanh mà lúc trước hắn ta cho rằng chỉ tiện tay là có thể nghiền nát. Là người này làm nhục đệ đệ của ta ư? Trần Vũ nói với vẻ hăng hái. Hắn ta mặc một thân trường bào màu tuyết trắng, gương mặt khôi ngô, ánh mắt có chút tà tính. Tào Hưu bình tĩnh đáp, chính là hắn. Trần Vũ siết chặt quạt xếp trong tay, cười lạnh, để ta đối phó tên này, hề hề, nếu là một kẻ không chút bản lĩnh thì có đánh bại hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đợi thắng rồi nói, Giang Dật cũng không dễ đối phó như vậy. La Thâm, người đàn ông đeo cự kiếm trên lưng, vẫn luôn giữ thái độ im lặng bỗng thở ơ nói. Tào Hưu liếc nhìn người này, xem ra hắn ta cũng có mắt nhìn. Có lẽ trước đó đã từng đánh với đệ tử Càn Vẫn Tông rồi nên hiểu được Hỗn Nguyên Quyết còn chưa thực sự bày ra uy lực chân chính. Hiện tại, tuy Giang Dật liều mạng và hung hãn như thế, nhưng đó còn chưa phải toàn bộ thực lực của hắn. Nếu Lâm Nhất chỉ có chút bản lĩnh đó thôi thì sớm muộn gì cũng bại, mà còn bại rất thảm. Trong lúc ba người của Thư viện Bạch Ngọc đang trò chuyện, phía trên hội trường, tàn ảnh của hai đối thủ không ngừng biến ảo, trận chiến ngày càng kịch liệt. Thám Lôi Thủ. Trong mắt Giang Dật xẹt qua tia sáng lạnh, cánh tay phải của hắn duỗi ra khỏi ống tay áo, một luồng sáng tím lan tỏa, có cảm giác như điện quang đã ngưng tụ thành chất lỏng màu tím vậy, trông rất quái đản. Ngay khi hắn vừa nói xong, có tia sét bá khí mà hùng hậu bùng nổ từ trong tay hắn, phút chốc, mây đen vô cùng vô tận cuồn cuộn kéo đến. Đôi tay kia đã hấp dẫn mây đen từ bốn phương tám hướng, khiến vòm trời liên tục lóe sáng. Nếu không có chân nguyên hùng hậu hỗ trợ thì không cách nào diễn hóa ra được dị tượng khủng bố bực này. Xem ra Giang Dật đã muốn bày ra bản lĩnh thật sự của mình rồi. Cảm nhận được thanh thế mênh mông cuồn cuộn từ một trường này, tim Lâm Nhất thoáng khựng lại, không dám chủ quan. 81 cánh hoa tử diên ở tử phủ bắt đầu nở rộ, sóng nước màu bạc ầm ầm sôi trào, toàn thân hắn tràn ngập tử diên kiếm kình cuồng bạo. Còn chưa hết. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp trời đất, kiếm ý tiên thiên sắp tiếp cận đại thành từ trên người hắn sộc thẳng lên trời, phút chốc, kiếm thế mênh mông đã hội tụ quanh thân Lâm Nhất. Khi kiếm uy đã đạt đến đỉnh điểm, Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, đánh ra một quyền. Quyền này hệt như một thanh kiếm sắc bén, bộc phát hào quang màu bạc ác liệt, chiếu sáng khoảng không vốn mở tối. Ầm. Hào quang nổ tung, lôi hỏa màu tím cùng quyền màu bạc hung hăng va vào nhau. Một luồng sức mạnh hỗn hợp giữa tím và bạc cực kỳ táo bạo lan ra xung quanh với tốc độ kinh người. Chiến. Thấy Thám Lôi Thủ vẫn không thể làm Lâm Nhất bị thương, mặt Giang Dật khẽ biến sắc, hắn ta nghiêng người xông lên, đôi tay thon dài nắm chặt thành quyền, mây điện mù trời nổ ầm ầm. Hắn ta tung ra hai quyền, khi tia điện xé toạc bầu trời, quyền tung ra một cách mạnh mẽ và tàn nhẫn. Với cảnh giới Dương Huyền Tiểu Thành của hắn ta kết hợp với Thám Lôi Thủ, hai quyền đấm xuống như vũ bão, vô cùng khủng khiếp. Nhưng trước thanh thế này, Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, ý chí chiến đấu trong mắt càng thêm nồng đậm, hắn bay lên trời chủ động tiếp chiêu. Nguy hiểm không tránh, nếu ngươi muốn chiến, ta sẽ chiến cùng ngươi. Keng, keng, keng. Trên không trung, hai người điên cuồng tung quyền. Quyền mang va chạm nhau phát ra những tiếng nổ như đá vàng vỡ vụn. Cùng với cơn gió lốc tạo ra từ kiếm thế và tia điện, hai người trong gió lốc cứ thế mạnh mẽ đối đầu nhau, tiếng đá vàng vỡ vụn không ngừng vang lên. Cứ mỗi tiếng nổ vang lên bên tai, tim mọi người đều như bị va đập mạnh. Hỗn Nguyên Thám Lôi Thủ. Một tiếng quát trầm thấp phát ra từ miệng Giang Dật, sau đó hắn ta lại vươn bàn tay phải thon dài của mình ra. Giữa không trung. Bàn tay phải kia tỏa sáng, mềm mịn như ngọc. So với Thám Lôi Thủ trước đó, nó phát ra âm thanh vang dội hơn và lớn hơn gấp hai lần. Ầm ầm, tia điện xé toạc không trung dữ tợn như rắn,
thám lôi thủ này mang đến cho người ta cảm giác dường như không thể địch nổi. Bàn tay kia đập mạnh giữa không trung, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu tím đè xuống như một ngọn núi cao. Răng rắc. Nó vừa mới đánh xuống, chỉ riêng sự sắc bén mặt ngoài đã làm cho kiếm thế mênh mông của Lâm Nhất nứt ra, không bao lâu nữa thám lôi thủ màu tím kia sẽ nghiền nát kiếm thế toàn thân của Lâm Nhất. Không xong. Sự đáng sợ của một trưởng này lập tức khiến đám người thư viện thiên phủ trở nên căng thẳng. Tất cả trưởng lão đều không kìm được biến sắc mặt, Giang Giật vốn có cảnh giới cao hơn nhiều, bây giờ hắn ta còn thi triển sát chiêu này, quả thật mạnh đến mức không biết phải nói gì. Đây mới là thực lực thật sự của thế lực cấp bậc bá chủ. Mạnh, sát chiêu chân chính vừa mới bộc lộ sức mạnh, Lâm Nhất đã rõ ràng có vẻ không địch lại. Những lời bàn tán vang lên ở xung quanh như thể Lâm Nhất chắc chắn sẽ thua, nhưng họ tựa hồ đã quên mất một chuyện. Khi kiếm thế vô tận vỡ tan ra, Lâm Nhất xòe tay giơ lên nắm chặt lấy kiếm táng hoa. Cảm giác huyết mạch tương liên kia giúp hắn có thể cảm nhận được rõ thân kiếm đang chấn động bên trong vỏ. Kiếm của ta, vinh quang bất diệt. Tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, trên khuôn mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh hiện lên nụ cười. Cùng với nụ cười tự tin này, kiếm táng hoa đồng sinh cộng tử lao ra khỏi vỏ. Ánh sáng hạo nguyệt. Khi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế vỡ vụn rải rác khắp nơi lập tức tập trung lại, sóng gió nổi lên, đỉnh cao tái hiện, kiếm thế sắc bén vô song tụ lại gần đạt tới kiếm ý tiên thiên đại thành, hóa thành một chùm kiếm quang màu bạc phóng thẳng lên trời. Răng rắc. Kiếm quang màu bạc như thiêu đốt cả ánh trăng, chớp mắt đã xuyên thủng bàn tay màu tím. Khiến lòng bàn tay khổng lồ xuất hiện những vết nứt dần lan rộng ra. Chiến. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Kim ô ấn trên lưng tỏa ánh sáng, Lâm Nhất giang hai tay ra, tay cầm kiếm táng hoa bay lên trời, đỡ lấy bàn tay khổng lồ màu tím. Bùm, ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời vang lên, dư chấn dao động giữa không trung, ánh sáng rực rỡ nổ tung ngay tại chỗ. Trong cơn chấn động, mặt đất không ngừng rung chuyển, làn sóng khí đáng sợ càn quét bốn phía. Bụi bay lên từ dưới mặt đất, có thể nhìn thấy loáng thoáng một bóng người rơi mạnh xuống đất. Công tử táng hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Trong làn bụi mù mịt, Giang Giật ho khan vài tiếng, máu chảy ra từ khóe miệng. Hắn ta không ngờ sau khi người thiếu niên này rút kiếm ra sẽ mạnh đến mức đó. Không chỉ hắn ta. Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều không ngờ khi người thiếu niên ấy bị dồn vào đường cùng, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế. Ánh mắt Giang Giật chợt lóe, một người bạn cũ của Lâm Nhất ở Đại Tần đã từng nói, Lâm Nhất rút kiếm và Lâm Nhất không rút kiếm là hai sự tồn tại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ xem ra người nọ thật sự không lừa gạt hắn ta. Xem ra phải dốc hết toàn lực mới được, với thân phận nhân tài kiệt xuất của Càn Vân Tông. Mình không cần phải che giấu thực lực trước mặt hắn. Giang Giật nở nụ cười, nhìn thiếu niên chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, bước từng bước ra khỏi bụi bặm, lẩm bẩm. Ngay sau đó, đôi mắt đục ngầu của hắn ta đột nhiên trở nên như có lửa cháy hừng hực. Từng tia huyết văn hiện lên trên gò má tái nhợt của hắn ta, Hỗn Nguyên Quyết tiếng tăm vang dội của Càn Vân Tông được hắn ta thi triển đến cực hạn. Khi ngọn lửa trong đôi mắt đục ngầu càng lúc càng cháy mạnh, cả đôi mắt hắn ta như bị ngọn lửa lấp kín. Toàn thân hắn ta bốc lên ánh lửa mãnh liệt, hào quang chiếu rọi cả hội trường rộng lớn. Tất cả mọi người trên khán đài đều có thể cảm nhận được rõ Giang Giật trong ánh hào quang đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Là Hỗn Nguyên Cửu Biến. Đây chắc chỉ là lần biến thứ nhất, công pháp nổi tiếng Nam Vực của Càn Vân Tông quả nhiên rất xuất sắc. Nghe nói công pháp này rất đáng sợ. Mỗi lần biến đều có thể cường hóa và khuếch đại thể chất và chân nguyên. Sau 9 lần biến có thể rời núi lấp biển, dễ dàng hủy diệt cả một thành trì chỉ trong nháy mắt. Lần này Giang Giật đã quyết tâm thật rồi. Hầu hết các võ giả có thể đến đây xem trận chiến đều có nhiều hiểu biết, dù họ chưa được thấy nhưng cũng biết sự đáng sợ của công pháp này. Khi nhìn thấy Giang Giật thi triển lần biến thứ nhất, ánh mắt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Đúng như dự đoán, ta biết ngay Giang Giật có át chủ bài mà, không ngờ hắn ta đã tu luyện Hỗn Nguyên Quyết đến tầng 8. Tào Hưu của Thư viện Bạch Ngọc nói với ánh mắt khá hào hứng. Trần Vũ với đôi mắt nham hiểm cũng không ngừng đổi sắc mặt,
không hổ là một trong 10 người đứng đầu nội môn Càn Vân Tông, Giang Dật này quả thật đáng sợ, may mà không phải đối thủ của ta. La Thâm, người đeo thanh kiếm khổng lồ, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn ta. Lâm Nhất rất có thể sẽ thua Giang Dật. Xin lỗi, có lẽ nửa năm nữa ngươi có thể vượt qua ta, nhưng bây giờ ta cần phải giành chiến thắng trận đấu này cho Thư viện Thanh Lộc, ta không có sự lựa chọn. Các hạ, xin hãy nhận thua đi. Giang Dật thi triển toàn bộ thực lực, bình tĩnh khuyên với vẻ mặt lạnh lùng. Tuy giọng nói này bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối nào đó. Cùng với sự kiêu ngạo, hắn ta nhất định sẽ thắng trận này. Nhận thua, ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Lâm Nhất khẽ nhếch môi, lười nhác đáp, lời còn chưa dứt, tay phải cầm kiếm đột nhiên rung lên. Bá kiếm, Bôn Lôi Trảm Điện. Một tia điện sáng rực nổi lên từ trên thân kiếm, tất cả mọi người lập tức bị chói mắt, ngay sau đó mới khôi phục lại như ban đầu. Đợi đến khi hai mắt bình thường trở lại, họ vừa nhìn qua thì mặt chợt biến sắc. Không biết từ khi nào, một khe rãnh sâu gần 100 mét đã kéo dài từ dưới chân Lâm Nhất ngang qua người Giang Dật. Trước nhát kiếm này, ánh lửa bốc lên từ trên người Giang Dật đã trở nên mờ nhạt, khí thế lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Không được bao nhiêu người có thể thấy rõ rốt cuộc nhát kiếm này đã đâm ra bằng cách nào. Số ít cao thủ có thể thấy rõ đều vô cùng kinh ngạc, tâm trạng như rời sông lấp biển. Sắc mặt Giang Dật trắng bệch, tay phải rũ xuống bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, tim đập thình thịch, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Cố ý. Là do đối phương cố ý chém lệch một tấc để trượt qua người hắn ta. Sau khi tu luyện bá kiếm đến thức thứ hai, Lâm Nhất đã có thể thi triển dễ dàng thức Bôn Lôi Trảm Điện thứ nhất này, không cần lấy đà cũng có thể đâm ra trong chớp mắt. Nếu như lấy đà mới thi triển, tạo ra dị tượng, uy lực của nó sẽ còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với những gì nhìn thấy trước mắt. Vẫn chưa đủ sao? Lâm Nhất hờ hững nói một câu, những đám mây điện mù mịt ùn ùn kéo đến, tiếng sấm tạo ra từ kiếm ý điên cuồng hội tụ trên đầu hắn. Trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một vòng xoáy mây điện khủng khiếp, vòng xoáy đó không ngừng kéo dài trong mắt mọi người, từ từ hạ xuống như muốn trốn vào trong cơ thể Lâm Nhất. Bôn Lôi Trảm Điện. Thủ thế chờ đợi. Ta nhận thua. Cuối cùng vẻ kinh hãi cũng lộ ra trong mắt Giang Dật, hắn ta cắn răng nói ra ba chữ mà hắn ta đã yêu cầu Lâm Nhất nói. Cảm ơn đã nhường. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, dị tượng chấn động biến mất như thể chỉ là một ảo giác, giống như mọi người đều không ngờ trận đấu này sẽ kết thúc với Giang Dật chủ động nhận thua. Trên khán đài yên tĩnh không có một tiếng động, mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía Lâm Nhất. Không ai có thể liệu trước được rằng người thiếu niên thoạt nhìn bình thường này lại giành chiến thắng ngay cả khi Giang Dật thi triển Hỗn Nguyên Cửu Biến. Điều bất ngờ hơn nữa là Giang Dật, một trong 10 người đứng đầu nội môn Càn Vân Tông này lại chủ động nhận thua. Đến lúc này phong thái của nhát kiếm ấy vẫn khiến người ta chưa hoàn hồn lại được, thực sự quá chấn động. Bên phía Thư viện Thiên Phủ, đám người Mạc Linh và Liễu Vân Yên cũng hết sức kinh ngạc, sau khi hoàn hồn lại. Họ đều khó kìm được mừng rỡ. Chỉ có Mục Tuyết cố nở nụ cười gượng gạo, nhìn có vẻ cay đắng. Nhát kiếm này không chỉ đánh bại Giang Dật mà còn như một cái tát vào mặt nàng ta. Lần này, sự kiêu ngạo cao cao tại thượng của nàng ta không còn đáng giá. Thế lực cấp bậc bá chủ thì giỏi lắm ư. Giang Dật, một trong 10 người đứng đầu nội môn Càn Vân Tông, còn nhận thua sau một nhát kiếm của Lâm Nhất. Mục Tuyết nàng ta có thể mạnh hơn Giang Dật bao nhiêu? Suýt chút nữa quên mất hắn là một kiếm khách. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Vân Yên, nàng ta nhớ lại phong thái Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa đứng trong hồ Tử Vân. Đặt cược chúng bảo bối rồi. Tiền bối Đường Du sờ râu cười ha hả, ông ta là người ủng hộ Lâm Nhất tham gia thi đấu với tư cách là ngoại viện. Lúc này Lâm Nhất thể hiện ra thực lực đáng kinh ngạc như thế. Chắc là đám trưởng lão phản đối ông ta không còn mặt mũi nào nói ra chữ không nữa. Chấm chấm chấm. Tiểu tử này khá đáng sợ, Trần Vũ của Thư viện Bạch Ngọc lẩm bẩm, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Nói đến người kinh ngạc nhất phải là La Thâm, người có thân hình gầy gò đeo trên vai thanh kiếm khổng lồ. Trước khi gia nhập Thư viện Bạch Ngọc,
hắn ta đã từng chịu thiệt rất nhiều trong tay đệ tử Càn Vân Tông, suýt chút nữa đã chết. Hắn ta hoàn toàn không ngờ đối phương có thể ép buộc Giang Dật chủ động nhận thua. Công tử Táng Hoa, có thật là tiểu tử chưa nghe nói đến bao giờ này không có lai lịch gì không? Lần này Thư viện Thiên Phủ đã mời một viện binh mạnh, phải cẩn thận mới được. Các trưởng lão khác của Thư viện Bạch Ngọc đều tỏ ra nghiêm túc, không ngờ Thư viện Thiên Phủ lại trở thành chướng ngại vật để họ khiêu chiến Thư viện Tử Lô. Nhưng chỉ dựa vào một mình Lâm Nhất thì vẫn chưa đến mức làm họ quá căng thẳng. Sau một lúc bàn bạc, họ đã có cách đối phó, Tào Hưu cười khẩy, tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt, tiểu tử này cứ giao cho ta đối phó, vừa khéo để luyện tập. Ta sẽ giết hắn trước, sau đó đi khiêu chiến Tào Trấn. Trung tâm hội trường. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn Giang Dật cách đó không xa, sắc mặt hắn ta tái nhợt, đã ngừng thi triển Hỗn Nguyên Quyết. Vẻ tự cao tự đại trong mắt trước đó đã hoàn toàn biến mất. Nhát kiếm kia, nhát kiếm trượt qua người hắn ta đã mang tới quá nhiều chấn động cho hắn ta. Hắn ta còn đang suy nghĩ, nếu Lâm Nhất đâm nhát kiếm đó trúng hắn ta, chỉ sợ lúc này hắn ta sẽ rất thê thảm, bị thương nặng ngay tại chỗ. Nhớ lại mình còn tự tin yêu cầu đối phương nhận thua, hắn ta cực kỳ xấu hổ. Các hạ đúng như người bạn cũ của ngươi đã nói, không thể coi thường. Ta đã khinh địch quá rồi. Giang Dật cười khổ, nhìn Lâm Nhất khẽ thở dài. Mặc dù hắn ta không hề có ý coi thường đối phương, nhưng sâu trong lòng hắn ta luôn có sự kiêu ngạo của một vị nhân tài đến từ thế lực cấp bậc bá chủ. Sự kiêu ngạo này cũng không thể trách hắn ta. Đó là ánh hào quang và thực lực do chín bá chủ đã giữ vững địa vị mấy nghìn năm, xưng bá một phương mang lại. Dù có đi đến đâu, đệ tử của thế lực cấp bậc bá chủ đều sẽ được tôn trọng. Rất nhiều sự kiêu ngạo đã bất giác trở thành thói quen, không cách nào ngăn cản. Lâm Nhất khách sáo trả lời, hắn cũng không ghét Giang Dật lắm, đối phương đường đường chính chính, quang minh chính đại, hơn nữa thực lực cũng không kém. Chỉ là hắn rất tò mò rốt cuộc người bạn cũ kia là ai. Ngươi muốn biết người bạn cũ đó là ai đúng không? Giang Dật cười nhẹ, ta không thể trả lời, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết người này vẫn luôn nhớ ngươi. Hắn ta trưởng thành rất nhanh, mới đến Càn Vân Tông mà đã được một vị đại nhân nhận làm đệ tử quan môn. Vậy ta sẽ chờ đợi hắn ta. Lâm Nhất nhẹ nhàng đáp. Không biết thì cứ chờ đợi thôi. Nếu thật sự kỳ diệu như Giang Dật đã nói thì kiểu gì hắn cũng sẽ gặp trong Quần Long Thịnh Yến, đến lúc đó đánh bại đối phương là được. Có lẽ Thư viện Thiên Phủ dự định cho ngươi thách đấu với Tào Trấn của Thư viện Tử Lô, nhưng ngươi nên cẩn thận với Thư viện Bạch Ngọc. Tào Hưu cũng rất khó đối phó, nếu như bất cẩn thì e rằng rất khó có thể đi tiếp vào vòng 2. Giang Dật nhắc nhở một chàng, sau đó cười chắp tay rời đi. Lâm Nhất suy tư, Giang Dật tựa hồ không để Thư viện Lưu Vân vào mắt, điều này làm hắn hơi bất ngờ. Hắn ta chắc chắn Thư viện Bạch Ngọc có thể thắng được đối thủ như vậy ư. Về phần Tào Trấn của Thư viện Tử Lô, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua. Tào Trấn được mọi người vần quanh đang ngồi trên hàng ghế của Thư viện Tử Lô, hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định mở mắt. Như thể bất luận là ai thắng cuối cùng đều như nhau đối với hắn ta. Đám người Thư viện Tử Lô trông cũng rất bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng. Tào Trấn với Tuyệt Vân Đao, người này có thật sự đáng sợ như trong lời đồn. Lâm Nhất ngừng suy nghĩ, xoay người nhảy về hàng ghế của mình. Lâm Nhất. Cảm ơn ngươi. Tiền bối Đường Du đứng lên cười bảo, mấy người Mạc Linh ở bên cạnh cũng đồng loạt đứng dậy dành cho Lâm Nhất sự tôn kính lớn nhất. Trong trận đấu này, tỷ số 2-0 với Thư viện Thanh Lộc có thể nói là một chiến thắng khá đẹp, Lâm Nhất đã góp công lớn. Chúc mừng, quan điểm của ta lúc trước quả thật đã sai. Mục Tuyết bước tới, thoải mái xin lỗi Lâm Nhất. Lâm Nhất sờ mũi, cười đáp, đừng ngại. Ta biết cô sẽ nói ra câu này mà. Mục Tuyết trừng mắt nhìn hắn nhưng không nổi giận, tiểu tử nhà ngươi vẫn ngông cuồng như trước, nhưng nể tình ngươi đã thắng Giang Dật giúp Thư viện Thiên Phủ, ta sẽ không so đo với ngươi. Mạc Linh cười dịu dàng, nhẹ giọng bảo, được rồi, Thư viện Lưu Vân và Thư viện Bạch Ngọc chuẩn bị thi đấu. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì xác suất Thư viện Bạch Ngọc thắng sẽ cao hơn. Nụ cười trên mặt mọi người của Thư viện Thiên Phủ dần vụt tắt.
Thư viện Bạch Ngọc là kẻ địch đáng gờm chắn trước mặt họ, rất khó đối phó. Mạc Linh nói với vẻ mặt nghiêm túc, Trần Vũ thì không nói, người khó đối phó thật sự của Thư viện Bạch Ngọc chính là Tào Hưu, còn có La Thâm. Hai người này, một người là nhân tài của Huyền Viêm Tông, một người là tán tu được dốc toàn lực bồi dưỡng, đặc biệt là người sau, ta hầu như chẳng biết gì về hắn ta. La Thâm, thanh niên đeo thanh kiếm khổng lồ kỳ lạ đó ư. Nghe vậy, Lâm Nhất vừa nhìn qua thì thấy người nọ và Tào Hưu đứng bên cạnh hắn ta. Đúng là không dễ đối phó. Lâm Nhất lẩm bẩm, hắn có thể nhìn ra được thực lực của hai người này ít nhất phải cùng đẳng cấp với Giang Dật. Còn Tào Hưu, có lẽ hắn ta còn mạnh hơn Giang Dật rất nhiều. Nếu không thì Giang Dật đã không nhắc hắn cẩn thận hắn ta. Một lát sau, trận đấu giữa Thư viện Lưu Vân và Thư viện Bạch Ngọc bắt đầu. Thư viện Bạch Ngọc phái La Thâm ra trận đầu tiên, thanh kiếm hắn ta đeo trên lưng to đến mức khoa trương. Thậm chí còn khiến người ta thắc mắc rằng rốt cuộc nó có thể vung lên được hay không. Nhưng kết quả lại làm mọi người vô cùng kinh ngạc, thanh kiếm khổng lồ kia không chỉ có thể vung lên, hơn nữa còn nhẹ nhàng như bướm khi ở trong tay hắn ta. Nhưng mỗi khi va chạm, tuyển thủ thi đấu của Thư viện Lưu Vân đều tỏ ra rất khó chịu, dường như đang rất đau đớn. Phụt! Sau 5 chiêu, tuyển thủ của Thư viện Lưu Vân bị đánh hộc máu, văng ra thật xa. Sau khi ngã xuống đất, mặt hắn ta không còn chút máu, hoàn toàn không thể đứng lên. Chỉ mới 5 chiêu đã đánh bại đối thủ, trận đấu này kết thúc nhanh tới mức khiến người ta trở tay không kịp. Đám người Thư viện Thiên Phủ đều trở nên nghiêm túc, Mạc Linh lên tiếng, quân cờ do Thư viện Bạch Ngọc dốc toàn lực bồi dưỡng này đã phát huy tác dụng rất tốt, phong cách chiến đấu khá kỳ lạ. Nếu như không thể đỡ được nhát kiếm đầu tiên của hắn ta thì về cơ bản sẽ thua. Nàng ta rất nhạy bén, sau trận đấu ngắn ngủi kia đã nhìn ra đầu mối trong kiếm pháp của đối phương. Lâm Nhất khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý với ý kiến của nàng ta. Tiếc là trận đấu này quá ngắn, không thể tìm ra nhiều manh mối, nếu không thì có thể chủ động hơn nhiều. Điều làm mọi người bất ngờ đó là trong trận đấu thứ hai, Thư viện Bạch Ngọc không phái Tào Hưu mà là Trần Vũ. Theo thông tin của Mạc Linh, thanh niên có đôi mắt nham hiểm kia được coi là người yếu nhất Thư viện Bạch Ngọc. Để cho hắn ta đối phó với ngoại viện do Thư viện Lưu Vân mời đến, điều này khiến người ta hơi kinh ngạc. Nhưng đây cũng là cách an toàn nhất, để người yếu nhất của đội mình làm tiêu hao sức lực của con át chủ bài mạnh nhất trong tay đối phương. Có Tào Hưu đánh trận cuối, trong tình thế đã thắng một trận, Thư viện Bạch Ngọc hoàn toàn không có khả năng thua. Nhưng ai cũng không ngờ Thư viện Bạch Ngọc lại gây ra một cú sốc thật lớn cho mọi người. Sau 100 chiêu, người được công nhận là yếu nhất này đã mạnh mẽ đánh bại ngoại viện của Thư viện Lưu Vân giống như Lâm Nhất. Hắn ta không cho đối phương cơ hội nào, lấy tỷ số 2-0 trấn áp đối thủ. Quá mạnh, Thư viện Bạch Ngọc này thật đáng sợ. Trần Vũ yếu nhất mà còn thắng được nhân tài của thế lực cấp bậc bá chủ, Tào Hưu vẫn chưa ra tay đâu kìa. Thư viện Bạch Ngọc đang nhắm đến ngôi vị quán quân đây mà. Có lẽ trước khi chạm mặt với Thư viện Tử Lô, Tào Hưu sẽ được tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Ha ha ha, lần này thật thú vị, Thư viện Thiên Phủ muốn giữ được bán đạo thần văn, ta thấy đã khó càng thêm khó. Chiến thắng lớn này làm cho tất cả khán giả tại hội trường trở nên sôi sục, tiếng ồn ào không dứt. Có thể suy ra trận đấu giữa Thư viện Thiên Phủ và Thư viện Bạch Ngọc một lát nữa sẽ rất kịch liệt và đặc sắc. Sau khi thắng đối thủ, Trần Vũ nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt nham hiểm, nhướng mày cười, trong mắt toát ra sát ý lạnh lẽo và tràn đầy thách thức. Hơi khó giải quyết. Vẻ mặt tiền bối Đường Du nghiêm túc hơn bao giờ hết, Mạc Linh và Liễu Vân Yên ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm lên tất cả mọi người Thư viện Thiên Phủ, niềm vui Lâm Nhất đánh bại đối thủ trước đó hoàn toàn phai nhạt. Họ đã liệu trước rằng Thư viện Bạch Ngọc khó đối phó, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy, vượt xa dự đoán của họ. Ngay cả Mục Tuyết, người luôn tỏ ra khá tự tin cũng im lặng, vẻ mặt khó coi. Nàng ta tự hỏi bản thân, dù là đấu với La Thâm hay Trần Vũ, nàng ta đều không có quá 60% cơ hội chiến thắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí như có gió thổi báo giông bão sắp đến, lầu cao chao đảo sắp đổ. Thư viện Thiên Phủ thực sự không thể chịu đựng thêm một lần thất bại nữa.
Mặt trời chói chang trên cao khiến bầu không khí của hội trường trên đỉnh núi này càng thêm sôi sục, nhưng lòng đám người thư viện Thiên Phủ lại không nóng lên nổi. Nhưng các khán giả xung quanh không quan tâm nhiều như vậy. Điều họ quan tâm là những trận chiến đặc sắc, rốt cuộc là thư viện Thiên Phủ có thể cản được cơn sóng dữ, lấy lại vinh quang đã mất 20 năm trước, hay là thư viện Tử Lô vẫn lớn mạnh như trước, thực hiện được lời hứa 20 năm trước và lấy đi bán đạo thần văn được đặt tạm thời ở thư viện Thiên Phủ. Hay là thư viện Bạch Ngọc sẽ trở thành quán quân mới. Tất cả đều vô cùng hồi hộp. Mọi người luôn thích những điều bất ngờ và ghét sự nhạt nhẽo, một cuộc chiến lớn như cuộc chiến giữa năm thư viện này dĩ nhiên càng hồi hộp càng tốt. Và lúc này, chiến thắng của thư viện Bạch Ngọc đã làm cho cuộc chiến giữa năm thư viện trở nên thú vị hơn. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía chỗ ngồi của thư viện Bạch Ngọc và thư viện Thiên Phủ, họ nhìn qua đảo lại, xì xào bàn tán không dứt. Hai thư viện này đều chỉ mới có hai người ra sân. Một bên là Lâm Nhất và Liễu Vân Yên, một bên là La Thâm và Trần Vũ, cả hai đều có một người chưa thi đấu. Theo ta thấy, nếu chỉ dựa vào hai người đã ra sân này, thư viện Thiên Phủ cao lắm cũng chỉ giành được tỷ số hòa 1-1 thôi. Không sai, thậm chí còn có thể không lấy hòa được. So với ba người kia, thực lực của Liễu Vân Yên kém hơn rõ ràng. Dù đối đầu với ai, chỉ sợ đều thua nhiều thắng ít, còn Lâm Nhất. Ta nghĩ hắn đấu với La Thâm và Trần Vũ thì cũng ngang tay thôi. Đúng là như vậy, dù sao Trần Vũ cũng bất ngờ đánh bại ngoại viện của Thư viện Lưu Vân, phong thái ngang ngửa với Lâm Nhất. Vậy nên nhân tố quyết định của trận chiến giữa hai thư viện này nằm ở Mục Tuyết. Nếu Mục Tuyết có thể thắng thì Thư viện Thiên Phủ vẫn còn cơ hội, nhưng nếu thua, Thư viện Thiên Phủ sẽ không còn cơ hội nào, bởi vì Liễu Vân Yên chắc chắn sẽ thua. Những tiếng bàn tán từ bốn phía truyền đến tai đám người Thư viện Thiên Phủ, nhưng mấy người Mặc Linh không hề dao động. Ai cũng có thể nhìn ra người ngoài cuộc nói không sai, nhân tố quyết định trong trận chiến với Thư viện Bạch Ngọc chính là Mục Tuyết. Nhưng dù nàng ta có thắng, linh thể vẫn không ổn lắm. Chủ yếu vì La Thâm và Trần Vũ có thực lực quá mạnh, dù đối đầu với ai, cơ hội thắng của Liễu Dân Yên cũng rất thấp. Xin lỗi vì đã gây trở ngại cho mọi người. Liễu Vân Yên cúi đầu, vẻ chua xót hiện lên trên mặt, nàng ta bất lực nói. Không đâu, cô đã làm rất tốt, trong thư viện Thiên Phủ cũng không tìm được ai mạnh hơn cô, nếu có lỗi thì cũng là lỗi của lão phu, tiền bối Đường Du nhẹ nhàng an ủi Liễu Vân Yên. Không phải nàng ta không cố gắng, mà là do đối thủ quá mạnh. Nếu nàng ta có lỗi thì chẳng phải tất cả đệ tử thư viện Thiên Phủ không bằng nàng ta đều có lỗi sao? Huống hồ khi đấu với thư viện Lưu Vân, nàng ta cũng thắng được một ván. Mặc Linh im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói, cũng không phải không có cơ hội, xếp Vân Yên đánh trận đầu tiên, Mục Tuyết trận thứ hai, cuối cùng để Lâm Nhất trận cuối. Nếu có thể để Vân Yên đấu với Tào Trấn hoặc Trần Vũ, áp lực của Mục Tuyết với Lâm Nhất sẽ nhỏ hơn nhiều. Ý kiến này thật ngây thơ, lỡ như trận đầu tiên đối phương phái La Thâm. Trận thứ hai là Tào Trấn thì có thể sẽ thua liền hai ván. Chỉ sợ Lâm Nhất sẽ không có cơ hội lên sân khấu. Sắp xếp thế nào cũng không ổn, nhưng để Lâm Công Tử ở trận cuối thì ta không có ý kiến. Đúng, ta thấy Lâm Công Tử vẫn chưa cố hết sức, xếp vào trận cuối cũng coi như là giữ một chút hy vọng. Các trưởng lão và Mặc Linh bàn bạc thứ tự ra sân, nhưng lại khiến người ta vô cùng đau đầu. Dù sắp xếp thế nào thì cơ hội thắng đều rất xa vời, trừ phi vận may phải cực kỳ tốt. Nhưng thư viện Bạch Ngọc chắc chắn không ngốc, họ sẽ không bao giờ để con át chủ bài Tào Trấn đánh trận đầu tiên. Lâm Nhất mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Nếu thực lực không chênh lệch nhiều thì có thể dùng cách tương tự Điền Kỵ đua ngựa, thắng nhờ thủ đoạn. Nhưng khi thực lực chênh lệch quá lớn thì tất cả mọi thủ đoạn đều vô dụng. Ta sẽ ra sân đầu tiên. Trong cuộc tranh luận, Mục Tuyết lên tiếng, ta cũng đồng ý để Lâm Nhất đánh trận cuối. Nếu Vân Yên tỷ đã vừa ra sân trong vòng vừa rồi thì để tỷ ấy nghỉ ngơi một lát đi. Nàng ta can đảm xin đấu trận đầu tiên khiến mọi người hơi bất ngờ. Những người khác cũng không có cách nào tốt, họ chỉ có thể đồng ý yêu cầu của nàng ta, dù sao ai ra sân trước cũng không quan trọng lắm. Mọi người đều khá bi quan về trận chiến này. Đã đến giờ, Thiên Phủ, Bạch Ngọc,
mời hai thư viện phái tuyển thủ đánh trận đầu tiên. Tiếng chuông lại vang lên, ông lão áo gai làm trọng tài xuất hiện trong hội trường, trầm giọng thông báo. Vù! Hai bóng người đồng thời bay lên, phía thư viện thiên phủ đương nhiên là Mục Tuyết chủ động xin thi đấu. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn qua, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt, người mà thư viện Bạch Ngọc phái ra là La Thâm. Người thiếu niên gầy gò đeo thanh kiếm khổng lồ, có kinh nghiệm tán tu kia, sát khí trong mắt hắn ta rõ ràng tàn nhẫn hơn các đệ tử cùng tông môn với hắn ta rất nhiều. Không để công tử táng hoa lên sân khấu sao? Như vậy cũng tốt, chắc là các cô định để hắn đánh trận cuối. Ta cứ tưởng các cô biết sẽ thua nên sẽ muốn thắng được một trận trước, ít ra sẽ không thua một cách nhục nhã như vậy, La Thâm kéo dài giọng nói của mình, giễu cợt. Tiểu tử nhà ngươi dựa vào đâu mà cảm thấy có thể thắng được ta? Vẻ tức giận thoáng qua trong mắt Mục Tuyết, mặc dù nàng ta không dám chắc chắn mình nhất định có thể thắng đối thủ, nhưng với thân phận là nhân tài kiệt xuất của Thiên Kiếm Tông, nàng ta sẽ không để mặc cho người khác coi thường mình. La Thâm cười khẩy, vậy thì hãy cho ta chứng kiến thực lực chân chính của cô đi. Như ngươi mong muốn. Mục Tuyết khịt mũi, tay ngọc phất lên, một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng xanh lục như ngọc bích lao ra khỏi vỏ, trên thân kiếm ánh lên tia sáng lạnh sắc bén, đây là một thanh huyền binh siêu phẩm có thể so sánh với bảo khí. La Thâm nhếch miệng cười gằn, vươn bàn tay phải rắn chắc ra nắm lấy chuôi thanh kiếm khổng lồ. Chắc là bên cô có cao thủ đã nhìn ra manh mối từ kiếm pháp của ta, ta cũng không sợ nói ra đâu. Đúng vậy, khai sơn kiếm pháp của ta, chỉ cần không đỡ được chiêu đầu tiên thì đối thủ chắc chắn sẽ thua, kể cả công tử táng hoa cũng vậy. Còn cô, người được gọi là nhân tài kiệt xuất của Thiên Kiếm Tông, tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lời còn chưa dứt, hắn ta nhẹ nhàng đặt thanh kiếm khổng lồ trong tay xuống bên cạnh, lưỡi kiếm thật lớn đâm sâu xuống đất hai tấc. Nhất thời như có một ngọn núi cao từ trong tay hắn ta đổ xuống đất, cả hội trường rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, một khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể La Thâm toát ra ngoài, làm cho hắn ta trông càng đáng sợ hơn. Nhát kiếm thứ nhất. La Thâm cầm kiếm cười lạnh lùng, vẻ sắc bén trong mắt bắn ta như tia điện. Hắn ta đột nhiên di chuyển, thanh kiếm khổng lồ nặng nề như núi kia nhẹ nhàng như bướm, lướt một vòng cung trên không trung. Rư. Khi lòng bàn chân hắn ta rời mặt đất, sâu trong cơ thể như có một con yêu thú thượng cổ thức tỉnh, phẫn nộ gầm giống. Cùng với tiếng gầm kia, hắn ta bay tới, trên người phóng ra 9 tia kiếm quang chói lóa, kiếm quang bay tán loạn như lũ quỷ nhảy múa quanh người hắn ta. Bỗng nhiên, hắn ta trông như ma thần bước ra từ dưới địa ngục, kết hợp với nụ cười dữ tợn nơi khóe miệng, uy thế ấy khiến cho người ta vô cùng chấn động, nét mặt biến đổi. Lâm Nhất nhắm mắt lại cảm nhận 9 tia kiếm quang bao phủ quanh người mình, hồn lực rồi rào đổ vào trong đôi mắt, hắn nhìn thấy một tia máu đang đập sâu trong 9 tia kiếm quang đó, rất tà ác. Tia máu đó chỉ có một, nhưng nó lại đang nhanh chóng lan rộng ta như ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt. Ra vậy. Lâm Nhất rời mắt đi, trong lòng đã hiểu, thảo nào người này dám ăn nói hùng hồn như thế. Công pháp mà hắn ta tu luyện chắc là loại kiếm quyết ma đạo nào đó. Tương tự những viên đan dược đốt cháy khí huyết để nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Nhưng công pháp kia bá đạo hơn nhiều, chỉ cần không đỡ được một chiêu, uy lực của kiếm pháp sẽ trở nên cuồng bạo hơn. Không ổn, chỉ cần do dự một lúc trước kiếm pháp này sẽ lập tức rơi vào thế bị động, không thể lật ngược tình thế. Gay rồi. Lâm Nhất khẽ biến sắc, hắn nhìn thấy sự do dự trong mắt Mục Tuyết. Nàng ta dường như còn đang do dự có nên thi triển tuyệt chiêu vào lúc này không. Nếu tuyệt chiêu cũng không đỡ được nhát kiếm này, nàng ta không chỉ thua mà còn bị thương nặng. Thua rồi. Lâm Nhất thở dài, nhẹ giọng nói. Đúng như dự đoán, sự do dự trong phút chốc này đã khiến cho Mục Tuyết chịu thiệt rất lớn, bị thanh kiếm khổng lồ to bằng một người kia đánh bay ra xa, kiếm suýt rời khỏi tay nàng ta. Sau 10 chiêu. 9 tia kiếm quang bao phủ quanh người La Thâm đã sáng rực đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng. Dưới sự thiêu đốt của tia máu, chúng biến thành 9 con du long vờn quanh người hắn ta. Kiếm khí cuồng bạo không ngừng dao động, phát ra tiếng rít chói tai, ép Mục Tuyết phải lùi lại liên tục. Bùm! Lại một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, Mục Tuyết hộc máu, bị đánh văng ra xa,
thân hình yêu kiều của nàng ta trên không trung trông rất yếu đuối. Thiên kiếm tông cũng chỉ có thế thôi. Một tia tà quang xẹt qua trong mắt La Thâm, hắn ta cười khẩy, bay thẳng lên trời. Trong tình thế chắc chắn sẽ thắng, thanh kiếm khổng lồ nặng nề như núi kia lại đánh mạnh vào người Mục Tuyết. Răng rác. Dù Mục Tuyết đã cố gắng phòng thủ, nhát kiếm này vẫn rất nguy hiểm, thậm chí có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xương gãy. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi, vô cùng kinh hãi. Trước đòn nguy hiểm này, chênh lệch mạnh yếu rõ ràng như thế thực sự khiến người ta đau lòng cho Mục Tuyết. Nhưng dù như vậy, La Thầm có vẻ vẫn chưa muốn buông tha, hắn ta lại xoay tròn một vòng trên không trung, sau đó lao nhanh đi như một con mãnh hổ. Keng! Nhưng khi thanh kiếm khổng lồ của hắn ta sắp chém xuống với khí thế như sấm chớp thì bị một chiếc quạt xếp màu bạc cản lại. Chiếc quạt xếp màu bạc rất tinh xảo, trông nó khá nhỏ bé trước thanh kiếm khổng lồ kia. Nhưng khi ở trong tay người khác, nó lại có thể vững vàng cản thanh kiếm kia. Mạc Linh lạnh lùng bảo, trận đấu này, thư viện thiên phủ nhận thua. Nhận thua, nàng ta chưa nói gì nữa kìa. La Thâm liên tục cười khẩy, dường như không có ý định bỏ qua. Ta nói, trận đấu này thư viện thiên phủ nhận thua. Vẻ mặt Mạc Linh trở nên lạnh lùng, một khí thế sắc bén bắn ra từ trong đôi mắt, dáng vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi của La Thâm lập tức bị che khuất, yếu đi một nửa. La Thâm, về đi. Trên khán đài, Tào Hưu cười khẽ bảo, vẻ hài hước hiện lên trên mặt. Đúng là nên dạy cho thư viện thiên phủ một bài học, để họ biết ai mới là vương giả trong tương lai. Có điều dồn ép quá nhanh cũng không thú vị lắm. Hừ. La Thâm khịt mũi, không cam lòng quay lưng rời đi. Đợi khi Mạc Linh đưa Mục Tuyết về, vẻ mặt của đám người thư viện thiên phủ đều trở nên rất khó coi. Vết thương bên hông Mục Tuyết không ngừng chảy máu, thấm đỏ cả một mảnh, nàng ta suýt chút nữa đã bị chém đứt eo. Vết thương nặng đến mức khiến người ta run sợ. Đau, quá! Sắc mặt Mục Tuyết trắng bệch, đôi mắt vô lực mở ra, miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Lâm Nhất liếc mắt, sắc mặt khẽ biến, đây là định làm gì? Mặc dù hắn không có thiện cảm với nàng ta, nhưng trận chiến giữa năm thư viện hoàn toàn không đến nỗi lấy mạng người, thậm chí có thể dừng lại đúng lúc, dù sao chỉ cần phân được thắng thua là đủ. Bọn họ cũng không có thâm thù đại hận gì, vậy mà thủ đoạn của La Thâm quả thật quá tàn ác và bá đạo. Muốn đấu xem thủ đoạn ai tàn nhẫn hơn sao? Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo không dễ phát hiện, bình tĩnh nói, trận chiến sau để ta xuất chiến đi. Trận chiến sau để ta xuất chiến đi. Giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh của Lâm Nhất khiến cho người của thư viện thiên phủ đang chăm sóc vết thương cho Mục Tuyết đều kinh ngạc. Trong ấn tượng của mọi người, thiếu niên này luôn bình tĩnh, rất ít khi nổi giận mà thay đổi quyết định của mình. Rõ ràng xưa nay hắn không dao động, cho người ta cảm giác không thể đoán được. Bây giờ lại đề nghị xuất chiến sớm. Bọn họ đã định trước sẽ để Lâm Nhất lên phút chót. Ánh mắt của tiền bối Đường Du, Mạc Linh, Liễu Vân Yên dừng trên người Lâm Nhất, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Ba người tâm tư nhạy bén, chẳng mấy chốc đã đoán được cách nghĩ của Lâm Nhất. Nếu đã các định thua thì không cần phải để Liễu Vân Yên xuất chiến chịu đựng nỗi đau và sỉ nhục như Mục Tuyết. Chỉ bằng để hắn ra tay. Dạy cho thư viện Bạch Ngọc một bài học sâu sắc. Không, trận này để ta ra tay đi. Sắc mặt Liễu Vân Yên trắng nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nàng ta cắn răng, trong mắt mơ hồ lóe lên tia sáng, giọng nói nghẹn ngào, tuy cơ hội để ta chiến thắng Trần Vũ rất mỏng manh, nhưng có mỏng manh hơn nữa cũng có một cơ hội thắng. Lâm công tử, ngươi tin ta một lần này được không? Lâm Nhất liếc nhìn nàng ta, im lặng không nói. Cho dù Mục Tuyết không phải người con gái mà hắn xem trọng, bị người ta sỉ nhục đả kích tàn bạo như vậy, hắn còn không yên lòng. Nếu Liễu Vân Yên và Bạch Vân, cô gái từng cứu mạng mình, gặp phải nỗi đau như vậy, hắn sợ rằng mình khó mà khống chế bản thân, làm ra chuyện gì không hay. Lâm công tử, ngươi để ta thử một lần đi, mời ngươi đấu trận quyết định cho thư viện thiên phủ, bọn ta cần trận thắng đó, ta không muốn từ bỏ ở đây. Liễu Vân Yên lại nói lần nữa. Mỗi người đều có sự kiên trì và cố chấp của mình, đối với Liễu Vân Yên mà nói,
nàng ta sẵn sàng hy sinh tất cả trong trận chiến giữa năm thư viện này. Để nàng ta xuất chiến, tranh giành một cơ hội 1/1000, sau đó để Lâm Nhất đấu trận quyết định. Đây là hy vọng duy nhất để Thư viện Thiên Phủ có thể trở mình. Thư viện Thiên Phủ đối chiến Thư viện Bạch Ngọc, trận thứ hai bắt đầu, mời hai bên cử ra tuyển thủ của mình lên võ đài. Giọng nói to lớn vang vọng bên tai, lần nữa lan ra khắp hội trường rộng lớn. Trọng tài xuất hiện, nhìn qua nhìn lại giữa hai thư viện. Lâm Nhất biết rất nhiều người đang nhìn mình, nhưng hắn không dám nhìn lại, nhất là không dám nhìn vào ánh mắt của Liễu Vân Yên. Một khi nhìn tất nhiên sẽ mềm lòng. Nhưng rồi hắn vẫn phải nhìn, khi ánh mắt hắn nhìn Liễu Vân Yên, vẻ mặt nàng ta không có sự yếu đuối và sợ sệt nào, mà chỉ có sự cố chấp. Loại cố chấp và kiên trì đó hắn dường như nhìn thấy mình của trước kia. Lâm Nhất âm thầm thở dài, không cố chấp nữa gật đầu với nàng ta. Vù! Ngay tức khắc, hai bóng người bay lên. Liễu Vân Yên của Thư viện Thiên Phủ, Trần Vũ của Thư viện Bạch Ngọc. Trận hình này không bất ngờ cho lắm. Hướng đi trước mắt chắc chắn phải để Lâm Nhất đấu trận quyết định cho Thư viện Thiên Phủ, tranh thủ phần thắng cực kỳ mỏng manh. Nhưng điều kiện tiên quyết là Liễu Vân Yên thật sự có thể chiến thắng đối thủ Trần Vũ, nếu không mọi thứ đều uổng công vô ích. Cô đúng là can đảm, biết ta đánh bại được cả ngoại viện của Thư viện Lưu Vân mà vẫn dám xuất hiện trước mặt ta. Trong mắt Trần Vũ lộ ra tà tính, nhếch miệng cười với Liễu Vân Yên, cực kỳ khinh thường. Còn chưa ra tay, mọi thứ đều chưa biết được. Sắc mặt Liễu Vân Yên hơi lạnh đi, giọng nói lạnh băng, ánh mắt mơ hồ có lửa giận lóe lên. Nàng ta rất ghét vẻ mặt khinh thường của đối phương. Trần Vũ nheo mắt lại, cầm quạt trong tay, cười nham hiểm, ha ha, ta khuyên cô tốt nhất nên chủ động nhận thua, nếu không, món nợ đệ đệ ta bị Lâm Nhất sỉ nhục chỉ đành tính lên đầu cô thôi. Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Liễu Vân Yên quát lên một tiếng, cánh tay rút kiếm khỏi vỏ, đứng thẳng người đâm tới. Nhát kiếm này khá sắc bén, thân kiếm có ánh sáng lạnh lẽo lưu chuyển, giống như tia chớp băng lạnh. Trò vặt vãnh. Trần Vũ thấy vậy thì cười nhạt. Cổ tay rung lên, ngay sau đó, chiếc quạt không ngừng xoay tròn trên lòng bàn tay hắn ta. Khi chiếc quạt ấy xoay tròn, gió lớn nổi lên, đồng thời một tia sáng lạnh lẽo, sắc bén khiến người khác rùng mình trong xương quạt tuôn ra. Đánh bại cô, ta chỉ cần 3 chiêu. Đợi kiếm mang của Liễu Vân Yên sắp đâm tới, chiếc quạt vẫn đang xoay tròn đột nhiên thu lại. Trên người Trần Vũ lập tức bùng phát khí thế khủng khiếp. Quạt trong tay tùy ý mở ra. Động tác này trông cực kỳ linh hoạt, nhưng hễ là người có mắt quan sát đều có thể nhìn ra môn đạo. Lúc quạt của hắn ta xoay tròn, khí thế đã tích lũy như nước lũ cuộn trào mãnh liệt. Quả nhiên, một kiếm như tia chớp lạnh lẽo ấy đâm tới bị phiến quạt chặn lại, vang lên tiếng nổ động trời, giống như sóng dữ nổ tung. Liễu Vân Yên cả người lẫn kiếm bị văng ngược trở lại. Chênh lệch tu vi giữa hai người cũng hiện rõ vào giờ phút này, cảnh giới âm huyền đại thành và cảnh giới âm huyền viên mãn vẫn chênh lệch nhau quá lớn. Huống hồ, trình độ võ đạo của Trần Vũ rõ ràng cao hơn Liễu Vân Yên nhiều. Chiêu thứ nhất. Khóe miệng Trần Vũ nhếch lên nụ cười khinh thường, chiếc quạt đã khép lại trong tay mở ra lần nữa, ánh mắt hắn ta lập tức trở nên sắc bén như kiếm. Thân hình chợt lóe, giống như tia chớp lao đi. Ầm ầm. Thân pháp cuồng bạo như sấm sét, theo đó một luồng sáng lạnh lẽo cực kỳ sắc bén, tựa như ánh kiếm quét qua tám phương. Những nơi nó đi qua cắt mặt đất cứng rắn như huyền thiết thành một vết nứt trơn nhẵn, khiến người ta biến sắc. Chỉ dư chấn thôi đã sắc bén như thế, thật đáng sợ. Lâm Nhất nhìn cục diện trên sân thi đấu, bờ môi hơi nứt nẻ, tình thế này nằm trong dự đoán. Trần Vũ còn có thể đánh bại ngoại viện đến từ thế lực cấp bậc bá chủ bằng 100 chiêu. Đủ để cho thấy thực lực của hắn ta không phải Liễu Vân Yên có thể so sánh. Mấy người Mặc Linh ở bên cạnh hắn đều có vẻ mặt khó coi. Cuối cùng kỳ tích vẫn không thể xuất hiện. Trong tích tắc, Trần Vũ lại tung chiêu. Sau hai chiêu, khí thế cuồng bạo trên người hắn ta bùng nổ, đại thế mênh mông như mây điện cuồn cuộn mang tới áp lực thật lớn. Chỉ với thanh thế này đã làm cho Liễu Vân Yên chống đỡ một cách khó khăn. Dừng tại đây đi. Vẻ lạnh lùng lướt qua trong đôi mắt đầy nham hiểm của Trần Vũ,
ngay sau đó chợt đóng băng lại, cổ tay hắn ta trở ngược, chiếc quạt xếp vẽ linh văn này lập tức khép lại, chém xuống như một thanh kiếm. Lôi vân phá. Khí thế bôn lôi hội tụ từ bốn phía như những tia sáng dao động tập trung trong quạt xếp. Trong lúc nhất thời, một tia điện dài đến trăm trượng xuất hiện trong quạt xếp, nó như kiếm quang hạ xuống tựa hồ có thể chém cả núi sông. Nhìn sát chiêu đáng sợ này, ánh mắt Liễu Vân Yên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào tập trung hết vào trong thân kiếm, mạnh mẽ đỡ lấy. Khi hai tia kiếm quang va chạm nhau, một tiếng nổ rung trời vang vọng bốn phía, nhưng ngay sau đó, tia điện đáng sợ va chạm với kiếm thế của Liễu Vân Yên đánh vào người nàng ta. Phụt! Liễu Vân Yên hộc ra một búng máu, cơ thể mềm mại văng ra xa, sau đó rơi xuống một cách vô cùng chật vật, bước chân lảo đảo. Vẫn chưa nhận thua à? Trần Vũ chậm rãi đáp xuống đất, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, nhìn đối phương cười hỏi. Ánh mắt ấy tràn đầy đắc ý. Vẻ quyết đoán thoáng qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta không đáp, mười ngón tay chuyển động kết thủ ấn theo một cách cổ xưa nào đó. Ầm. Trong nháy mắt, vô số linh văn xuất hiện, đan xen vào nhau quanh người nàng ta. Một uy thế đáng sợ bùng nổ trên người nàng ta, bão táp kéo đến, đất trời đổi sắc. Đây là khí tức của tiểu thần thông. Tất cả mọi người trên khán đài đều cảm nhận được bầu không khí khác thường, sắc mặt thay đổi. Trên chỗ ngồi của thư viện Thiên Phủ, Mạc Linh nhíu mày, khẽ lắc đầu. Trên sân đấu, Trần Vũ giật mình, sau đó lập tức thả lỏng, cười nhạo, đúng là cố chấp, với trình độ linh văn của cô mà muốn thi triển tiểu thần thông thì thật là ngây thơ. Ta sẽ khiến cô thua một cách sảng khoái hơn. Nói xong, hắn ta vung tay lên, chiếc quạt xếp khép lại lập tức bắn tới như một tia chớp. Răng rác. Rất nhiều linh văn còn chưa ngưng tụ hoàn toàn quanh người Liễu Vân Yên lập tức vỡ vụn, chiếc quạt xếp như một thanh kiếm sắc chém nứt mọi thứ, mạnh mẽ đánh qua. Phụt. Liễu Vân Yên lại hộc ra một bóng máu, bị đánh văng ra xa hơn nữa, tiểu thần thông còn chưa ngưng tụ đã chết yểu ngay tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.